bên ngoài của doanh nghiệp nó ảnh hưởng đến hoạt động của một doanh nghiệp, người ta gọi đấy là môi trường marketing. Và các bạn có thể dễ dàng đoán được cái định nghĩa của môi trường marketing thông qua những cái yếu tố mà chúng ta liệt kê ở đây. Khi mà chúng ta chia cái môi trường marketing của doanh nghiệp chia làm hai cái loại môi trường là môi trường vi mô và môi trường vĩ mô, đúng không nhỉ? Chúng ta nhìn thấy là liệt kê ra đây môi trường vi mô, những yếu tố gần hơn với doanh nghiệp, người ta gọi là những nhân tố, bởi vì những cái yếu tố này nó là liên quan đến con người, dù đó là những cái yếu tố bên trong doanh nghiệp, đúng không? Cái sự kết nối giữa các bộ phận bên trong doanh nghiệp, bộ phận marketing và bộ phận sản xuất, giữa bộ phận tài chính và bộ phận human resource, đúng không? Thì chúng ta thấy là đấy là yếu tố liên quan đến con người. Ngoài ra chúng ta có nhà cung cấp, trung gian marketing, khách hàng, đối thủ cạnh tranh và công chúng. Thì trong tiếng Anh người ta gọi đây những là actors in the marketing environment, những cái nhân tố mà gần gũi với doanh nghiệp, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài ra chúng ta còn những cái yếu tố môi trường, gọi là yếu tố môi trường vĩ mô, tiếng Anh nó là macro environmental factors. Macro, chúng ta sẽ thấy là đây là những yếu tố ở môi trường rộng lớn hơn, nó ảnh hưởng không chỉ đến với doanh nghiệp mà toàn bộ cái môi trường vi mô của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi những cái môi trường vĩ mô này, nó bao trùm bên ngoài cả doanh nghiệp và môi trường vi mô của doanh nghiệp. Đấy là những yếu tố mà chúng ta nhìn thấy là nó thuộc về nó không phải yếu tố liên quan đến con người, và nó rất khó để doanh nghiệp có thể dự đoán trước và tác động đến nó. Nó gọi là môi trường vĩ mô của doanh nghiệp, bao gồm 6 yếu tố: nhân khẩu học, kinh tế, văn hóa, tự nhiên, chính trị và công nghệ. Chúng ta thấy là trong mỗi môi trường chúng ta có 6 yếu tố khác nhau, và tổng hợp chúng ta có 12 yếu tố chúng ta sẽ học trong bài học này, đúng không nhỉ? 6 yếu tố vi mô và 6 yếu tố vĩ mô. Thì trước khi để chúng ta nghiên cứu cụ thể về từng yếu tố trong môi trường, thì cô muốn giới thiệu với các bạn một chút về một cái case study. Có thể là có bạn đã biết rồi hoặc có bạn là chưa biết. Tuy nhiên là đây là một cái mà chúng ta thấy là thu hút rất nhiều cái bình luận của giới marketing và những người quan tâm trên truyền thông và mạng xã hội. Đấy chính là sự cạnh tranh giữa hai cái thương hiệu nước uống từ lúa mạch rất là nổi tiếng ở Việt Nam là Milo và Ovaltine. Các bạn nhìn thấy cái bức tranh này nó rất là biếm họa, đúng không nhỉ? Ở một góc ngã tư đường ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta thấy là một bên góc là tấm biển banner quảng cáo của Milo với khẩu hiệu nhà vô địch lần thứ tư, đúng không nhỉ? Tuy nhiên không lâu sau khi Milo dựng cái tấm biển hiệu này lên cái góc phố đấy, thì đối thủ cạnh tranh rất là lớn của Milo ở thị trường Việt Nam là Ovaltine, với màu chủ đạo là màu đỏ đối lập với sắc xanh. Chúng ta thấy là Ovaltine đưa ra cái khẩu hiệu chẳng cần vô địch, chỉ cần là con thích. Chúng ta thấy là một cách trực diện đá xéo cái đối thủ của mình là Milo, đúng không nhỉ? Ở kia thì vừa nói là nhà vô địch, thì bên kia là nói lên là chúng con không cần vô địch, chỉ cần bố mẹ chẳng cần con vô địch, chỉ cần là con thích, đúng không? Thì một cách vô tình đã biến cái khẩu hiệu của Milo trở thành một cái gọi là căn bệnh thành tích, biến cái kỳ vọng của bố mẹ dành cho con cái khi cho con mình uống Milo thành một cái gọi là căn bệnh thành tích, và phê phán cái căn bệnh thành tích của bố mẹ, các bố các mẹ, đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy là đây là một cái chiến dịch nhằm đá xoáy đối thủ một cách khá là trực diện, đúng không? Và Ovaltine chúng ta luôn biết là trong hai thương hiệu này thì Milo là thương hiệu lớn hơn và có mặt từ ở Việt Nam từ trước Ovaltine, và có thị phần lớn hơn Ovaltine mới gia nhập thị trường hơn, và cái thị phần nó ít hơn. Chúng ta thấy là đây là một cái chiến lược nhằm mục đích gì đó, nhằm mục đích gì của Ovaltine, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nghiên cứu. Và chúng ta thấy là không chỉ đơn thuần chỉ là một cái tấm biển banner quảng cáo, không chỉ đơn thuần là một cái banner quảng cáo, mà đấy là một cái chiến dịch rất là bài bản của Ovaltine. Các bạn sẽ thấy là ngay sau khi cái việc mà trưng tấm banner đấy, thì người tiêu dùng và rất nhiều người làm marketing trong giới marketing đã phát hiện là đấy là một cái chiến dịch bài bản của Ovaltine. Khi mà trên cái website và trên những cái trang mạng xã hội chính thức của Ovaltine đưa ra một cái album,
cung cấp những cái tấm ảnh đối lập về hai cô bé trong màu sắc xanh và màu sắc đỏ, đúng không? Không chỉ ra trực tiếp màu sắc xanh là Milo, nhưng mà ai cũng biết màu sắc xanh nói về cái doanh nghiệp nào, đúng không nhỉ? Với những cái tấm ảnh này thì tất cả những cái cô bé trong bức ảnh màu xanh đều có khuôn mặt buồn bã, chán nản, trong khi tất cả những cái cô gái ở màu đỏ, ở phía màu đỏ đối lập với nó là khuôn mặt vui tươi rạng rỡ, đúng không nhỉ? Mẹ không cần con luôn vô địch, mẹ không cần con luôn nghĩ về ngôi vô địch mỗi khi đêm đến, đúng không? Một cô bé khuôn mặt rất là rầu rĩ ôm chiếc cúp. Bên kia là một cô bé ôm giấc mộng với những cái giấc mơ đẹp, một nụ cười tươi, đúng không nhỉ? Mẹ chỉ cần con sống với những niềm vui trong mỗi giấc mơ. Tiếp tục như thế cả một cái album rất nhiều cái ảnh chế. Mẹ không cần con chạy thật nhanh về đích, mẹ chỉ cần con ở thật lâu bên điều con thích. Mẹ không cần con dẫn đầu mọi cuộc thi đấu, mẹ chỉ cần con dẫn đường, mẹ chỉ cần con được dẫn đường đến với niềm vui. Đúng không nhỉ? Ngoài ra chúng ta thấy là ở rất nhiều trường học, ở rất nhiều trường học vị trí trọng điểm, chúng ta thấy là cái thời điểm mà Ovaltine tung ra cái chiến dịch này nó là mùa tựu trường, và ở rất nhiều cổng trường Ovaltine đã có một cái chiến dịch tung ra một cái banner khẩu hiệu về những cái đứa trẻ với cái dòng chữ rất là lớn: nếu con không thể làm bố mẹ tự hào như bạn ấy, liệu bố mẹ có hết thương con không, đúng không nhở? Một câu hỏi khiến cho cả bậc phụ huynh và cả học sinh đều rất là băn khoăn trăn trở. Một cái gì nó thành cái căn bệnh cố hữu về cái bệnh thành tích trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục Việt Nam và cả giáo dục các quốc gia phương Đông. Chúng ta thấy là rất là đặt nặng về thành tích của con cái, rất là áp lực đấy. Các bạn sẽ thấy là ở Việt Nam là một cái áp lực rồi, tuy nhiên các bạn sang đến Trung Quốc, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta sẽ thấy là cái áp lực rất là lớn đến con trẻ, và người ta hay chỉ trích các bậc phụ huynh ở cái chỗ là chúng ta thấy là cái tỷ lệ vị thành niên mà tự tử mỗi năm nó rất là cao trong xã hội. Nó cho thấy cái mặt trái của việc tạo áp lực cho con cái căn bệnh kỳ vọng quá nhiều vào thành tích cho con cái, đúng không nhỉ? Thế thì cái này nó xoáy vào một câu hỏi rất là với cái banner, nó tạo nên cái tâm tư suy nghĩ không chỉ trong các em nhỏ mà cả cả phụ huynh nữa, đúng không nhỉ? Và đây là một cái chiến dịch chúng ta thấy là khá là bài bản của Ovaltine và Milo. Ở trên mạng xã hội thì chúng ta thấy là thậm chí là Ovaltine còn mời cả những KOL. Các bạn biết KOL là gì không? Key Opinion Leader, những người định hướng dư luận, ví dụ là những người nổi tiếng, những cái blogger có nhiều người follow trên mạng xã hội, họ còn được sử dụng là KOL, những người định hướng dư luận, Key Opinion Leader. Thế thì Ovaltine còn mời những cái KOL nổi tiếng trong giới phụ huynh và bà mẹ bỉm sữa, ví dụ như là Lý Hải Minh Hà, đúng không nhỉ? Gia đình đấy rất là nổi tiếng trong cộng đồng bà mẹ bỉm sữa bởi vì một gia đình rất là đẹp, có đông con, đúng không? Tuy nhiên là bố mẹ đều rất là đẹp, rất là thành đạt, đúng không? Gia đình rất là hạnh phúc. Thế thì những KOL đấy cũng đăng những cái bài đăng tải về những cái căn bệnh thành tích, đăng những cái khẩu hiệu đấy của Ovaltine và những cái trăn trở liên quan đến căn bệnh thành tích của bố mẹ Việt, mặc dù không chỉ rõ cái Milo là cái đối tượng bị chỉ trích về căn bệnh thành tích, mà họ chỉ ngầm như thế để và những cái hashtag liên quan đến Ovaltine và cái chiến dịch chẳng cần là vô địch, chỉ cần là con thích của Ovaltine, đúng không nhỉ? Một cách bài bản hệ thống qua rất nhiều cái phương tiện truyền thông khác nhau. Thế thì chúng ta thấy là thậm chí là mà bạn thấy là nó còn đưa lên cả cái chương trình VTV24 về cái cuộc chiến giữa Pillow và Ovaltine. À, không biết là các bạn có nghe thấy tiếng không, để cô xem. Nhiều khi là cô chưa bật cái chế độ tiếng thì khi share màn hình các bạn sẽ không nghe thấy. Các bạn có nghe thấy tiếng ở trong clip không nhỉ? Đó, có. À có à, thế thì được rồi. À, nghe được tiếng của cô đấy ạ. À tiếng của cô à, không cái tiếng của clip cơ. Mấy Không, lần cô share thì các bạn ấy không ấy, à, nên là tôi lúc chưa nghe lúc thấy chậm. Nghe thấy tiếng trong clip à? không rồi ạ. Dạ không ạ. Không à, Không, đây để không cô ạ. share, để cô share lại. Winners. Đây rồi, nó phải chọn cái lựa chọn này thì các bạn mới nghe được. Mấy lớp học trước là kêu không nghe được, cô phải chỉnh lại à, nên cô nhớ. Vô địch hay không cần vô địch,
cúp vàng hay ngàn niềm vui, một ý tưởng marketing độc đáo hay cạnh tranh không lành mạnh, cuộc chiến xanh đỏ cuối cùng ai được lợi? Thưa quý vị, nóng hổi những ngày qua chính là câu chuyện cạnh tranh giữa Milo và Ovaltin, hai thương hiệu nước uống lúa mạch đến từ Thụy Sĩ. Cụ thể là sau khi Milo ra mắt chiến dịch quảng cáo nhà vô địch từ giữa năm nay, thì Ovaltin mới đây đã bất ngờ tung ra một loạt các ấn phẩm nhằm đá xoáy vào cái thông điệp của đối thủ. Chưa dừng ở đó, thì Ovaltin còn dùng ngay màu chủ đạo của Milo làm đối trọng trong chiến dịch quảng cáo của mình và tổ chức cuộc tổng tấn công từ các quảng cáo ngoài trời cho đến mạng xã hội. Giới marketing thì cho rằng đây là một cuộc tấn công trực diện của một brand dưới cơ bật lại người Anh trên cơ của mình trên thị trường nước uống lúa mạch. Hãy thử lướt xem trên mạng xã hội cuộc chiến này như thế nào với biên tập viên Minh Long của chúng tôi. Trong lãnh địa thực phẩm và đồ uống F&B thì cuộc chiến giữa đội xanh và đội đỏ không chỉ còn là của riêng Pepsi và Coca-Cola nữa rồi. Ovaltin của Friesland Campina, đội đỏ đã đúng nghĩa là dìm hàng từ dùng trong ngoặc kép đối với đối thủ của mình là Milo bằng chiến dịch truyền thông chẳng cần vô địch, chỉ cần là con thích. Pano quảng cáo góc đường, chiến dịch Ovaltin chỉ tay rồi đá xéo phía Milo đối diện, và nếu chỉ là pano thì có thể là sự ngẫu nhiên thú vị, nhưng chiến dịch tung ra đúng mùa thị trường thì hẳn là tính toán. Trong từng poster quảng cáo của Ovaltin đều cảm nhận được bóng dáng của nhà vô địch Milo. Trên mặt trận số, hàng loạt các Facebook của các KOLs đồng loạt chia sẻ các bài quảng cáo cùng hình ảnh băn khoăn của các cậu bé cô bé với câu hỏi: nếu con không thể làm bố mẹ tự hào như bạn ấy, bố mẹ có hết thương con hay không? Đúng là đại chiến Grab và Go Việt phiên bản sữa. Mấy bạn bên phe áo đỏ sáng tạo và năng động hơn phe áo xanh rất nhiều. Thay vì kiện cáo thì hãy phản pháo đi phe áo xanh. Cùng xem kết quả và cách mà các bên xử lý vụ này thế nào nào. Mình thấy nội dung cả hai đều hấp dẫn, sữa cả hai đều ngon. Sau vụ này thì cả hai đều nổi, vô địch cũng nổi, không vô địch cũng nổi. Thực ra, đây đơn thuần là một cuộc chiến đánh vào consumer insight, chính xác là quan điểm của các bà mẹ. Vậy thì động thái mà đi kiện của đội xanh Milo bỗng dưng khiến cho cuộc chơi sáng tạo trở nên kém thú vị. Nhiều cư dân mạng đang chờ một cú phản đòn từ đội xanh. Đội xanh đánh vào luôn tâm lý tụi trẻ đi, để tụi nhỏ lên tiếng thay vì mẹ cần hay không cần. Chẳng hạn mẹ không cần nhưng con vẫn thích vô địch. Chưa chắc là Ovaltin đã ăn trên mặt trận doanh số. Chiến dịch có vẻ hay nhưng con chọn sữa gì mới là điều quan trọng. Quả là một câu chuyện được bàn tán xôn xao. Cộng đồng mạng thì bỗng nhiên tự chia mình làm 3 phần: team đỏ, team xanh và team hồng hớt. Nếu phải chọn một trong 3 team thì chị Như Anh sẽ chọn team nào? Cá nhân tôi thì tôi lại rất là ấn tượng với cái sự sáng tạo và cái chiến dịch quảng cáo, phải nói là gãi đúng chỗ ngứa của Ovaltin. Và nếu phải chọn thì tôi ở team đỏ. Còn chị Hường, chị chọn team nào? Tôi thì vẫn quen với cái màu xanh hơn. Sau cái chiến dịch này thì có lẽ tôi vẫn chưa thay đổi, tôi vẫn ở team xanh. Thế thì tôi với chị Như Anh thử nhập vai xem những cái người trong team xanh và team đỏ họ đang nghĩ gì nhá. Chị Như Anh, chị bắt đầu đi. Về phía team đỏ ấy, thì tôi nghĩ như thế này. Tức là với mỗi cái thông điệp quảng cáo thì luôn có hai mặt của nó. Ví dụ như là với Milo thì họ chọn thông điệp là nhà vô địch chẳng hạn. Thì đương nhiên là bên cạnh mặt tích cực là cúp vàng vinh quang, thì mặt trái của nó là sự mệt mỏi, khi mà lúc nào cũng phải cố và chịu áp lực ghê gớm để trở thành nhà vô địch. Thế nhưng mà nhà vô địch thì chỉ có một, trong khi con cái chúng ta có thể là tất cả những đứa trẻ còn lại. Và khi mà không phải là nhà vô địch thì con cái chúng ta vẫn cứ là những đứa trẻ năng động và hạnh phúc ạ. Và cái thú vị của Ovaltin là họ đã nhắm trúng mặt trái trong thông điệp của Milo và đánh đúng vào chỗ hở đó. Tôi muốn hỏi chị Như Anh là theo chị là thực sự có một cái sự gọi là đối lập về cái triết lý giáo dục giữa hai cái thương hiệu này không? Tôi nghĩ là có một cái sự đối lập nhất định, và chính vì Ovaltin đã bắt được cái sự đối lập đó nên là họ mới gây được cái sự chú ý trong chiến dịch quảng cáo của mình. Tôi thì tôi không cho rằng là có một cái sự đối nghịch đó ngay từ đầu, mà tôi nghĩ là đây là một cái chiến dịch marketing của Ovaltin chú ý làm cho mọi người nghĩ như vậy. Quý vị và các bạn có thể thấy là từ tháng 5 thì Milo đã tung ra một cái chiến dịch quảng cáo là nhà vô địch. Và cái chiến dịch này được tung ra khi mà lũ trẻ chuẩn bị vào mùa hè. Cho nên là cái việc cổ vũ tinh thần thể thao, nâng cao thể chất vào cái mùa hè thì cũng là khá phù hợp. Nhất là khi thể thao Việt Nam đang có khá nhiều cú hích, thì cái giấc mơ vô địch không chỉ trên sân cỏ quốc tế mà còn len lỏi vào giấc mơ của mỗi đứa trẻ lấm lem bùn đất khi đang chơi thể thao. Tuy nhiên cái việc Ovaltin tung đòn phản công vào mùa thu, khi mà trẻ con bắt đầu vào mùa khai trường, và cho rằng cái thông điệp năng lượng vô địch
là tương đương với cái việc áp lực của học sinh và căn bệnh thành tích, thì được giới marketing cho rằng đây là một hành động cố tình dìm đối thủ để mình có thể nổi lên. Nhất là những cái hình ảnh quảng cáo như thế này, những cái hình ảnh những cái cô bé cậu bé màu xanh vô địch thì rất là mệt mỏi dã rời, trong khi những cô bé cậu bé màu đỏ thì có vẻ rất là vui vẻ và thích thú. Nhiều người ở trong team xanh thì cho rằng cái cách cố tình bẻ cong cái thông điệp của đối thủ như vậy là chơi không đẹp lắm và có những cái phản ứng tiêu cực với cái thương hiệu này. Nhưng mà cá nhân tôi thì vẫn thấy là trong kinh doanh thì không phải lúc nào người chơi đẹp cũng cứ là người chiến thắng, hoặc ngược lại là người chiến thắng không phải lúc nào cũng là bên chơi đẹp. Và cái quan trọng nhất là hiệu quả. Và nói về hiệu quả thì chúng ta có thể thấy từ đầu đến giờ cũng như nhiều cư dân mạng đã nhận xét là Ovaltine rất là chủ động trong cái đòn tấn công chiến dịch quảng cáo của mình. Thế trong khi đấy thì phản ứng từ Milo cho đến lúc này khá là bị động và yếu ớt. Đúng, cái này thì đúng, có vẻ như là cái phản ứng của Milo khá bị động. Phản ứng duy nhất của cái nhãn màu xanh này là động thái gửi kiến nghị lên Cục Quản lý Cạnh tranh, cho rằng là cái việc mà Ovaltine tung ra cái chiến dịch này là cạnh tranh không lành mạnh và vi phạm luật quảng cáo. Câu hỏi ở đây là có đủ cơ sở để kết luận chiến dịch marketing này là cạnh tranh không lành mạnh hay không? Chúng tôi đã tìm tới luật sư để có phần nào câu trả lời. Thì quan điểm của tôi liên quan đến cái việc này là chưa đủ những cái dấu hiệu cụ thể để mà xử lý về hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Ở trong trường hợp này, như chúng ta đã biết rằng theo điều 39 luật cạnh tranh thì có quy định rằng là có nhiều những cái hành vi liên quan cạnh tranh không lành mạnh. Thì gần nhất là xâm phạm trong lĩnh vực quảng cáo cạnh tranh không lành mạnh. Thứ hai là gièm pha đối thủ. Rõ ràng là trong trường hợp này thì không hề có thấy là bắt chước, nội dung thì không giống. Họ chỉ đưa ra quan điểm khác liên quan đến cái vấn đề ghi trên nhãn sản phẩm về việc giáo dục trẻ em, chứ họ không hề bắt chước liên quan đến công dụng, cách thức sử dụng sản phẩm, các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. Mà ngoài ra nữa thì đặc biệt là người tiêu dùng phải nhận biết rằng đấy là cái sự nhầm lẫn. Thì trong trường hợp này, tôi với tư cách là một người tiêu dùng, tôi nhìn cái đấy hai cái khác nhau. Có chăng ở trong trường hợp này Ovaltine vận dụng cái cách quảng cáo của Milo, họ vận dụng cái cách quảng cáo để họ đưa truyền tải một thông điệp, thì quan điểm của tôi trong trường hợp này cũng không vi phạm liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cũng không vi phạm liên quan đến luật quảng cáo. Vâng, quả thực là dù chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng là Cục Quản lý Cạnh tranh, thế nhưng mà ý kiến của luật sư thì cũng rất là đáng tham khảo. Chưa có cơ sở để nói là có sự cạnh tranh không lành mạnh ở đây. Và điều này cũng tương tự như là trên thị trường quốc tế, khi mà có không ít các cuộc khẩu chiến ồn ào của các thương hiệu lớn nhỏ. Điển hình như là cuộc chiến xanh đỏ giữa Coca-Cola và Pepsi, hay là cuộc chiến giữa Apple và Samsung. Đây thì đều là những kỳ phùng địch thủ, và các cuộc khẩu chiến thì không có hồi kết. Trong số những chiến dịch quảng cáo châm chọc, cuộc chiến nước ngọt giữa Coca-Cola và Pepsi thường được xem là một trong những sự thù địch nổi tiếng nhất trong lịch sử. Bắt đầu từ một chương trình thử đồ uống năm 1975 mang tên Pepsi Challenge, từ đây cả hai nhãn hàng liên tiếp tung ra những chiêu quảng cáo nhằm châm biếm nhau. Từ người lái xe của hai hãng đánh nhau vì cùng uống Pepsi, hay một dòng slogan giúp Coca-Cola lật ngược chính tấm ảnh của đối thủ. Ai cũng muốn làm anh hùng. Một cuộc chiến quảng cáo khác cũng sôi động không kém, đó là chiến dịch từ nhãn hàng đồ ăn nhanh Taco Bell. Để thách thức gã khổng lồ McDonald's, Taco Bell từng cho những người có tên thật là Ronald McDonald trùng tên với chú hề của McDonald's thử và khen món của mình. Đáp lại, đại gia số 1 ngành đồ ăn nhanh Mỹ chỉ tung ra một tấm ảnh. Chú hề đang vuốt ve con chó, linh vật cũ của Taco Bell, cùng slogan, bắt chước là sự tán dương chân thành nhất, nhẹ nhàng nhưng không kém phần châm biếm. Mỗi mùa iPhone ra mắt cũng là lúc các fan chứng kiến hàng loạt những châm chọc với chiếc điện thoại của Apple, Samsung và cả Google đều không ngừng tung ra những quảng cáo chế giễu tính năng trên iPhone đi quá chậm so với sản phẩm của mình. Chống nước kém, dây chuyển đổi lằng nhằng, đặt tên màu sắc quá kêu. Bất chấp điều đó, những tên tuổi nói trên vẫn không ngừng tăng trưởng trên toàn cầu, và cùng với đó, những cuộc chiến quảng cáo cũng ngày càng trở nên khốc liệt và thú vị hơn. Nhìn ra thế giới thì mới thấy có những cái đòn tấn công nó còn trực diện và bới móc hơn. Không biết là những cái chiến dịch quảng cáo mà tấn công như vậy nó có hiệu quả trên thế giới không nhỉ chị? Thực ra tôi thấy là cũng còn tùy từng trường hợp, từng chiến dịch khác nhau mà đem lại những kết quả khác nhau. Ví dụ như là cuộc chiến giữa Pepsi thì cũng đã hàng chục năm nay tìm cách đá xoáy Coca-Cola, nhưng mà chưa bao giờ chiến thắng Coca trên thị trường nước ngọt không cồn. Hay như là Taco Bell dám đụng tới cả ông lớn McDonald's thì đúng là cũng táo bạo đấy. Thế nhưng mà rốt cuộc thì cũng không thể làm thay đổi khẩu vị của người Mỹ. Thế còn cuộc chiến xanh đỏ trong nước này thì theo chị Hường, ai là người được lợi ạ?
Có vẻ như cái chiến dịch Ovaltine đã thu hút được không ít cái sự ủng hộ trên mạng xã hội khi mà nó nhắm trúng vào cái chủ đề nóng lúc này là cái cuộc tranh luận về triết lý giáo dục con cái giữa một bên là phong cách giáo dục áp lực, coi trọng thành tích, với một bên là những ông bố bà mẹ muốn giảm áp lực từ học tập để cho con cái mình sống vui vẻ hơn. Ngày đầu tiên tung ra cái chiến dịch trên fanpage của mình thì Ovaltine đã thu hút được hơn 69 lượt người like và hơn 4.000 lượt chia sẻ. Chưa kể tới hàng trăm các bài bình luận trên các trang cá nhân của các KOL là các cái cá nhân có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội và thu hút được khá nhiều tương tác. Ở cái vị thế của đàn em đi sau thì với cái thị phần nhỏ hơn khá nhiều thì việc tự đặt mình ngang hàng với cái người anh đang dẫn đầu thị trường thì có vẻ như về phía Ovaltine là có lợi rồi. Ngược lại thì không phủ nhận là ít nhiều thì Milo cũng bị ảnh hưởng một phần uy tín bởi cái chiến dịch tấn công này. Câu hỏi đặt ra là liệu chiến dịch này có khiến một số cái người tiêu dùng đang mua Milo chuyển từ Milo sang Ovaltine hay không? Chị Nhi Anh nghĩ thế nào? Tuy là tôi thì tôi thích ý tưởng thông minh của Ovaltine, thế nhưng mà tôi vẫn nghĩ là cốt lõi để Ovaltine có thể thành công về cái chiến dịch này, để chiến thắng được Milo, để thật sự trở thành nhà vô địch trên thị trường uống đồ phải bằng chất lượng của sản phẩm, chứ không phải là bằng một cái chiến dịch quảng cáo đơn thuần. Vâng, thế còn ở khía cạnh khác, vô địch cũng được, không vô địch cũng được, chỉ cần nhiều người chú ý là được. Nếu xét về cái khía cạnh đó thì tôi nghĩ là cả hai thương hiệu này đều đã được hưởng lợi rồi. Và trong lúc đó thì cũng không ít các cái thương hiệu khác cũng đã nhanh tranh thủ thời cơ hưởng lợi ít nhiều khi đã kịp chạy theo được cái trend vô địch, không vô địch để có thể thu hút sự chú ý của khách hàng về phía mình theo một cách khá thú vị. Vô địch cũng được, không vô địch cũng được, ăn ngon là được. Định danh thị phần à? Ở đây bọn anh là vô địch. Không, bọn em chỉ làm điều mình thích thôi. Vô địch cũng được, không vô địch cũng được, chỉ cần ai đó quay trở lại là được. Rồi, các bạn vẫn đang theo dõi đúng không ạ? Các bạn thấy cái case study về giữa Milo và Ovaltine, cuộc chiến giữa hai đối thủ này có thú vị không ạ? Dạ có ạ. Chị ạ. Hay cô ạ. Hay ạ. Rồi các bạn có biết đến cái case study này trước đấy không? Có biết đến cái cuộc chiến giữa Ovaltine và Milo đấy trước đó trên mạng xã hội hay là trên báo đài? Có ạ. Cũng biết đến rồi đúng không nhỉ? Tuy nhiên là chúng ta có lẽ chưa biết đến sâu đúng không? Mà chúng ta chỉ tình cờ biết qua thôi chứ chúng ta cũng không tìm hiểu thêm nhiều về cái động cơ hay là cái ý nghĩa của nó đúng không nhỉ? Thế thì vì sao cô lại đưa cái case study này khi mà chúng ta học về môi trường marketing? Vì sao khi chúng ta học môi trường marketing cô lại đưa cái case study này đúng không nhỉ? Các bạn có thấy là với một doanh nghiệp hoạt động ở trên lãnh thổ một quốc gia, chúng ta thấy là chúng ta chịu một cái rất là nhiều cái áp lực, rất là nhiều áp lực và sự ràn buộc từ rất nhiều cái yếu tố khác nhau đúng không nhỉ? Nếu như trong cái case study này các em sẽ thấy là yếu tố nào ảnh hưởng đến hoạt động của Milo và Ovaltine? Yếu tố môi trường marketing nào? Như chúng ta liệt kê, chúng ta có 6 yếu tố môi trường vĩ mô. Và 6 yếu tố môi trường vĩ mô thì các bạn có thể tìm thấy yếu tố môi trường vĩ mô nào được nhắc đến trong cái tình huống này. Môi trường đối thủ cạnh tranh ạ? Môi trường đối thủ cạnh tranh, đúng không? Nó rất là trực diện đấy ạ, giữa hai đối thủ cạnh tranh với nhau. Chúng ta thấy là hoạt động ở bất kỳ một doanh nghiệp nào bây giờ chúng ta thấy là sẽ rất khó để nhìn thấy hoạt động của họ là độc quyền khi mà họ chỉ có thể tồn tại duy nhất và không có đối thủ cạnh tranh. Trừ những cái công ty mà chúng ta thấy là như công ty nước, công ty điện chẳng hạn, đúng không nhỉ? Họ có cái sự độc quyền, về cung ứng của mình. Còn đa phần các doanh nghiệp ngày hôm nay, bất kỳ một doanh nghiệp nào tồn tại trên thị trường đều phải rất là cẩn trọng với cái động thái của đối thủ cạnh tranh trong cùng ngành hàng với mình, đúng không nhỉ? Thì đấy là yếu tố thứ nhất. Bạn nào còn tìm được yếu tố khác trong môi trường marketing thông qua cái clip này? Yếu tố nào hả bạn? Văn hóa. Yếu tố về văn hóa, nó thể hiện như thế nào hả bạn? Nó thể hiện là ngày nay thì bố mẹ dần quan tâm đến con cái nhiều hơn, thay vì đặt trước kia theo văn hóa truyền thống của phương Đông là đặt cái quan niệm cạnh tranh và thành tích cao lên rất là nhiều, thì ngày nay là văn hóa phương Tây du nhập nhiều hơn thì bố mẹ dần quan tâm đến cái chất lượng cuộc sống của con hơn, thay vì việc là đặt quá nhiều mục tiêu quá cao cho con. Thì cái hướng chuyển mình này thì cũng là cái hướng mà Ovaltine hướng tới, nên là họ đánh trúng vào cái tâm lý này. Đúng rồi.
Tức là cái sự thay đổi của văn hóa, chúng ta biết là văn hóa nó chia thành cái văn hóa cốt lõi và những cái văn hóa nó gọi là văn hóa thứ cấp, nó thay đổi theo thời gian, đúng không? Bên cạnh cái văn hóa mà chúng ta thấy không rất khó để thay đổi theo thời gian như là văn hóa thờ cúng tổ tiên chẳng hạn, là như thế, truyền thống tôn sư trọng đạo chúng ta thấy rất là khó thay đổi, thì chúng ta thấy là những cái quan điểm chúng ta thấy là nó thay đổi rất là nó du nhập từ những cái quốc gia phương Tây. Chúng ta thấy quan điểm ngày xưa ví dụ là cha mẹ đặt rất là nặng cái bệnh thành tích cho con cái, đúng không, cái gọi là cái căn bệnh thành tích, cha mẹ kỳ vọng rất nhiều, tạo rất nhiều áp lực cho con cái ở các quốc gia phương Đông như cô đã nói, ở Việt Nam hay là những cái nước như là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, đúng không nhở? Thì chúng ta thấy là nó gợi một cái hướng mở trong cái suy nghĩ về cho bố mẹ, liệu chúng ta có quá tạo nên cái áp lực cho con cái và làm mất đi tuổi thơ của con hay không. Thế là một cái góc nhìn liên quan đến văn hóa, một cái sản phẩm thành công. Nếu mà cái sản phẩm của họ hay là cái chương trình truyền thông của họ có thể chạm tới một cái giá trị văn hóa phù hợp với cái tập khách hàng mà họ hướng đến, đúng không nhỉ? Nó rất là quan trọng cái yếu tố văn hóa, đặc biệt là khi các bạn là những cái công ty multinational company, những cái công ty gọi là đa quốc gia, các bạn hoạt động và bán sản phẩm của mình ở nhiều quốc gia khác nhau, thì các bạn sẽ thấy là công ty đấy phải rất là quan tâm đến cái hoạt động truyền thông của mình. Nó có phù hợp trong cái việc thiết kế sản phẩm, cái hoạt động truyền thông nó có phù hợp với văn hóa của quốc gia đấy hay không, đúng không nhỉ? Tiêu biểu như là cái case study của McDonald's, họ bán sản phẩm ở Việt Nam hay ở Mỹ, chúng ta thấy là bán hamburger bò nó không phải là vấn đề. Tuy nhiên là khi mà họ sang Ấn Độ, việc bán hamburger bò ở một cái quốc gia có phần đông dân số theo đạo Hindu nó lại một cái vấn đề rất là lớn, đúng không nhỉ? Đạo Hindu họ không ăn thịt bò, trong khi cái menu truyền thống hamburger của McDonald's lại là hamburger bò, đúng không nhỉ? Mặc dù vậy, chúng ta thấy là McDonald's vẫn có cách để thay đổi cái sản phẩm, thay đổi cái truyền thông của mình để có thể phù hợp với văn hóa của Ấn Độ. Cho nên chúng ta nhìn thấy cái yếu tố văn hóa cũng là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, và đặc biệt là đối với các quốc gia, đối với các công ty đa quốc gia khi mà tiếp cận thị trường một quốc gia, đúng không nhỉ? Yếu tố nào nữa nhỉ? Có bạn nào nhìn thấy những yếu tố khác mà chúng ta nhắc đến nữa không? Ở trong 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 cái ví dụ này, trong cái tình huống này. Theo cô là theo em thì còn có cả yếu tố về công chúng nữa. Yếu tố về công chúng. Công chúng Vâng. ở đây là ai? Có nghĩa là trong cái chiến dịch marketing của Ovantin nhá, thì người ta có nghĩa là có những cái người ta có nhờ những cái kiểu KOL là những cái người mà có ảnh hưởng tới công chúng để kiểu là tham gia vào cái chiến dịch đấy, cũng như là kiểu đăng tải những cái ảnh rồi những cái bài viết lên mạng xã hội để ủng hộ cái chiến dịch của họ ấy ạ. Đấy, với cả họ cũng đăng tải cả những cái ảnh này, rồi những cái họ để những cái poster ở những cái cổng trường học, nghĩa là muốn đánh vào tâm lý của những cái người công chúng nói chung ấy, đấy, để nói chung là để thu hút sự chú ý vào cái chiến dịch của họ, và họ sẽ tạo ra những cái cuộc tranh luận trong công chúng là như kiểu như là ở chiên, nghĩa là như người ta nói là chia làm hai phe là phe xanh với phe đỏ ấy. Đấy, nghĩa là họ tạo ra những cái cuộc tranh luận để thu hút cái sự chú ý của công chúng ạ. Thì em theo em là như thế. Rồi, đúng rồi. Công chúng, các bạn sẽ học một đối tượng là công chúng ở trong môi trường vi mô của doanh nghiệp, và chúng ta sẽ phân thành những cái nhóm công chúng khác nhau. Và những công chúng mà chúng ta nói ở đây, chúng ta sẽ thấy là đấy là những cái công chúng mặc dù họ không phải là khách hàng trực tiếp mua sản phẩm của doanh nghiệp như là cô hay các bạn. Có thể là chúng ta không bao giờ uống Milo, cũng không bao giờ uống Ovaltine. Tuy nhiên là chúng ta vẫn tham gia vào những cái tranh luận liên quan đến cái động thái của hai đối thủ này, đúng không nhỉ? Và chúng ta thấy là tất cả những cái phản ứng của dư luận, phản ứng của công chúng nó cũng có một cái tác động rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp, đúng không nhỉ? Nếu mà công chúng phản ứng rất là dữ dội với một cái chiến dịch quảng cáo nào đấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy là doanh nghiệp phải cân nhắc để có thể thu hồi lại cái chiến dịch quảng cáo đấy, đúng không? Mặt khác, nếu mà công chúng họ tỏ ra rất là hứng thú, rất là tích cực với một cái sản phẩm hay một cái truyền thông của một sản phẩm, thì chúng ta thấy là doanh nghiệp họ động lực để có thể phát triển tiếp những cái chương trình truyền thông tiếp theo nhằm cái nâng cao cái hình ảnh của doanh nghiệp, không nhỉ? Thế thì chúng ta thấy là công chúng cũng là một cái đối tượng chính xác như bạn nói, công chúng cũng là một cái đối tượng rất là lớn trong
có tác động rất là lớn đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp. Sự ủng hộ hay phản đối của công chúng có ý nghĩa rất là lớn đối với hoạt động của một doanh nghiệp, đúng không? Còn yếu tố nào nữa không? Theo em còn một yếu tố nữa, đó chính là môi trường pháp luật ạ. Chính xác, môi trường pháp luật cụ Bởi thể, vì bạn là nghe thấy người ta nói như thế cụ nào thể không? là luật quảng cáo ạ và luật cạnh tranh ạ. Đúng Thì rồi, có hai cái đấy, ví dụ như cạnh là quảng cáo thì không được vi phạm các điều kiện về quảng cáo, như là nâng, nói tóm lại là cái hiệu quả không có thì nói thành có, hoặc tranh. là cái chức năng sản phẩm mà nó không đúng như vậy nhưng mình có nói là nói quá lên, thì những cái đấy là bên luật quảng cáo họ cũng hạn chế. Thứ hai là bên luật cạnh tranh thì là không, nếu mà vi phạm về luật cạnh tranh giữa hai hãng thì cũng cũng sẽ, nói chung là sẽ cơ quan quản lý nhà nước họ cũng sẽ can thiệp. Thì hai cái đấy là cái em nghĩ là yếu tố về pháp luật cũng là một yếu tố quan trọng Đúng trong rồi, cái môi trường marketing ạ. chính xác bạn ạ, chính xác là yếu tố môi trường pháp luật nó được đề cập trực diện ở trong cái bản tin này, và chúng ta cũng nhìn thấy cái ảnh hưởng của môi trường pháp luật, môi trường pháp lý, đúng không nhỉ? Nếu mà doanh nghiệp không tuân thủ cái môi trường pháp lý của cái nước sở tại mà họ hoạt động thì rất dễ dẫn đến là họ phải chịu những Cái chế cái tài tiền phạt chế tài, đúng ừ. không? Tiền phạt Dạ. hay là chịu một cái thua lỗ về doanh thu, đúng không? Nếu mà họ 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 bị những cái chế tài đấy. Thế chúng ta thấy là ở đây như bạn nói đúng là có luật cạnh tranh và luật quảng cáo, đúng không nhỉ? Như luật cạnh tranh chúng ta thấy là họ yêu cầu quy định rất rõ về việc là không được gièm pha trực tiếp đối thủ cạnh tranh, không được nêu tên trực tiếp đối thủ cạnh tranh, thì cái này thì Ovantin họ không nêu trực tiếp, đúng không? Họ chỉ nói một cách bóng gió. Nói một cách bóng gió và tự người ta hiểu ngầm đến màu xanh là nói về cái gì, chứ họ không đề cập đến là Milo là căn bệnh vô thành tích khi mà áp đặt lên con trẻ là trở thành nhà vô địch, đúng không nhở? Ví dụ như chúng ta thấy là luật quảng cáo quy định rất là rõ ràng, vì sao mà chúng ta thấy là các quảng cáo cũng như là Comfort ngày xưa người ta chỉ dám nói là đậm đặc hơn gấp 4 lần, đậm đặc hơn gấp 4 lần. Bởi vì là 4 lần, 4 lần cái gì? Không không bao giờ nói là đậm đặc gấp 4 lần hơn Downy, đúng không nhỉ? Đấy là một cái ví dụ chúng ta thấy là doanh nghiệp họ buộc phải tuân thủ theo pháp luật của nước sở tại khi mà không được trực tiếp nhắc đến tên của đối thủ, gièm pha đối thủ trong bất kỳ hoạt động quảng cáo hay truyền thông của mình. Thì đấy là việc mà doanh nghiệp cần tuân thủ. Nếu mà họ vi phạm những cái đấy thì rõ ràng họ chịu những cái chế tài của pháp luật. Thì đấy là cái môi trường thứ tư, môi trường pháp lý, trong đó có luật quảng cáo và luật cạnh tranh. Chúng ta đề cập trực tiếp đến trong cái case study này. Còn cái nào nữa không? Còn môi trường nào nữa không? Cô nghĩ là đấy là những cái môi trường chính rồi. Tất cả những cái mà cô muốn liệt kê ra thì đều các bạn đều được các bạn trong lớp mình phát hiện rất là nhanh, đúng không nhỉ? Các bạn lớp mình có một khả năng gọi là phân tích rất là tốt đấy. Phân tích rất là tốt, nó bao gồm những cái khía cạnh rất là nổi bật. Thứ nhất là môi trường cạnh tranh, môi trường văn hóa, môi trường công chúng và môi trường văn hóa. Chúng ta thấy là đấy là chỉ là 4 trong số 12 môi trường mà chúng ta sẽ liệt kê ở trong bài học ngày hôm nay thôi. Tuy nhiên chỉ 4 môi trường đấy thôi, môi trường chủ đạo. Tất nhiên là không thể nói là doanh nghiệp, hai doanh nghiệp Ovantin và Milo họ không chịu sự ràng buộc hay chịu ảnh hưởng của các môi trường còn lại. Tuy nhiên chúng ta nhìn thấy qua cái tình huống này là 4 môi trường chủ đạo nổi bật để chúng ta có thể phân tích đúng không nhỉ? Thế thì đi vào cái khái niệm về môi trường marketing, chúng ta nhận thấy là môi trường marketing của một doanh nghiệp là tập hợp tất cả các tác nhân, các lực lượng bên ngoài hoạt động marketing có ảnh hưởng rất là lớn đến cái khả năng xây dựng và duy trì thành công quan hệ với khách hàng của nhà quản trị marketing. Thì đấy là môi trường marketing, định nghĩa của môi trường marketing theo định nghĩa gốc của Philip Kotler trong cuốn sách The Principle Marketing, và chúng ta dịch ra tiếng Việt, đúng không nhỉ? Tập hợp tất cả những cái tác nhân, các lực lượng bên ngoài hoạt động marketing đã ảnh hưởng đến khả năng xây dựng duy trì thành công quan hệ khách hàng của nhà quản trị marketing và của doanh nghiệp. Và chúng ta phân loại môi trường marketing như chúng ta thấy ở trong bài học này, chúng ta sẽ phân loại theo yếu tố môi trường vi mô và môi trường vĩ mô. Đấy là chúng ta sẽ phân loại môi trường dựa theo cái phạm vi tác động của nó, đúng không nhỉ? Ngoài ra chúng ta có thể căn cứ vào những cái căn cứ khác. Dựa vào những cái căn cứ khác để phân loại môi trường marketing. Một số sách có thể phân loại môi trường marketing của doanh nghiệp dựa vào khả năng kiểm soát của doanh nghiệp. Với những cái môi trường mà doanh nghiệp có khả năng kiểm soát được,
đúng không? Có khả năng ảnh hưởng đến nó. Và một môi trường mà doanh nghiệp hoàn toàn không có khả năng kiểm soát, không có khả năng kiểm soát được cái thì đấy gọi là môi trường bên trong và môi trường bên ngoài doanh nghiệp. Ngoài ra nếu mà chúng ta học môn học marketing quốc tế sau này, chúng ta sẽ thấy nó có thể căn cứ vào phạm vi địa lý nữa, môi trường marketing quốc gia trong nội địa. Và chúng ta thấy là khi xuất khẩu sang sản phẩm sang môi trường quốc tế, chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng của môi trường marketing quốc tế, những cái luật pháp và những cái văn hóa của nước nước sở tại của họ, đúng không nhỉ? Thế thì có rất nhiều cách để phân loại môi trường marketing. Tuy nhiên trong phạm vi của môn học này, chúng ta sẽ phân loại dựa trên cái yếu tố tác động của môi trường ở phạm vi vi mô và vĩ mô. Ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường marketing, vì sao mà doanh nghiệp cần phải nghiên cứu sự thay đổi, sự ảnh hưởng của môi trường marketing? Bởi vì chúng ta thấy là môi trường marketing là một cái thứ không phải là nó tĩnh, mà nó luôn luôn biến động. Có thể nó biến động rất là chậm, Tuy nhiên có những cái môi trường marketing nó biến động rất là nhanh, ngày qua ngày, đúng không nhỉ? Tuy nhiên dù thay đổi nhanh hay chậm, các nhân tố của môi trường marketing này nó biến động và nó rất là quan trọng để doanh nghiệp có thể kiểm soát được cái yếu tố môi trường này, có thể thì đánh giá được yếu tố môi trường này để nhìn ra những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ những cái việc nghiên cứu môi trường marketing bên trong của doanh nghiệp. Và việc nghiên cứu môi trường marketing bên ngoài thì giúp doanh nghiệp có thể nhận diện được những cái cơ hội, thách thức có thể họ sẽ gặp phải trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đúng không nhỉ? Và từ việc phát hiện, nhận diện bộ phận marketing có thể giúp doanh nghiệp đưa ra những cái quyết định đúng đắn để giảm thiểu những cái tác động xấu, đồng thời có thể khai thác tối đa những cái tác động tốt. Hoặc đơn thuần khi mà doanh nghiệp không thể làm gì thì doanh nghiệp tìm cách thích nghi một cách có lợi nhất, đúng không nhỉ? Thế thì ví dụ cái sự biến động môi trường marketing chúng ta có thể thấy rất rõ qua thời gian qua, đúng không nhỉ? Đó là ảnh hưởng của dịch COVID-19 là một yếu tố nó tác động rất là mạnh đến hoạt động của toàn bộ các doanh nghiệp trong xã hội. Và nó là một cái tất cả những cái quy định đưa ra của chính phủ liên quan đến dịch COVID-19 nó thay đổi thường xuyên. Ví dụ là hoạt động nào được quy định trong thời gian nào, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy là doanh nghiệp cần phải nắm vững được những cái quy định này và từ đấy có thể khai thác được nó. Ví dụ như là không cho hoạt động, chúng ta có thể dự báo được một số cái ngành nghề người ta không rất khó để mở cửa hoàn toàn, đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy là cái điều cần thiết cho doanh nghiệp là phải chuyển đổi hoạt động của mình từ kinh doanh cửa hàng sang kinh doanh online. Đấy là cái điều đặt ra cho doanh nghiệp, đúng không nhỉ? Tức là khi nhận diện được những yếu tố này thì điều cần thiết là doanh nghiệp có thể làm gì để có thể đối mặt với và giải quyết được những cái vấn đề đặt ra, những cái thách thức từ môi trường đấy, đúng không? Thế thì rất nhiều cái doanh nghiệp mặc dù là dịch COVID-19 nhưng mà ví dụ doanh nghiệp ăn uống đấy, họ vẫn có những cái doanh thu ổn định, mặc dù không tăng trưởng quá nhanh, không tăng trưởng mạnh, tuy nhiên họ vẫn có nguồn thu ổn định thông qua việc xây dựng những cái ship online, tức là bán hàng online. Người ta gọi là có nhiều doanh nghiệp mà sử dụng những cái gọi là người ta không mở cửa hàng nữa, người ta gọi là căn bếp trên mây, cloud kitchen, một cụm từ ở trong tiếng Anh. Rất nhiều doanh nghiệp trên thế giới họ mở cái gọi là cloud kitchen, căn bếp trên mây, để nói đến cái hình thức mà doanh nghiệp không mở cửa hàng ăn uống mà họ chỉ có một cái căn bếp, từ cái căn bếp đấy đồ ăn được nấu và được ship đi thông qua tất cả những cái ứng dụng và những cái trang mạng xã hội, doanh nghiệp có thể tiếp cận được khách hàng. Thì đấy là cái sự thay đổi do môi trường marketing mang lại. Chúng ta sẽ có một cái số cái mô hình chúng ta sử dụng để phân tích cái ảnh hưởng của môi trường marketing đối với hoạt động của doanh nghiệp. Phổ biến nhất đấy là mô hình SWOT analysis, SWOT viết tắt của cụm từ strength, weakness, opportunity và threats. Strength, weaknesses, opportunity và threats, cụm từ tiếng Anh nói về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Nên rất nhiều bạn cũng các bạn cần phải hiểu là sự khác biệt của các chữ cái này như thế nào, đúng không nhỉ? Khi chúng ta nói về SW, nó là
điểm mạnh điểm yếu thì nó phải là những cái yếu tố xuất phát từ bên trong của doanh nghiệp. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy liệt kê ra môi trường về 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 nhân sự, về tài chính của doanh nghiệp, đúng không, về tài nguyên của doanh nghiệp, về về chuỗi cung ứng của doanh nghiệp chẳng hạn. Đấy là những cái yếu tố mà doanh nghiệp có thể kiểm soát, có thể quản lý được, và chúng ta sẽ phân nó ra là điểm mạnh điểm yếu. Nếu mà những cái yếu tố đấy mang lại một cái lợi thế cho doanh nghiệp, hoặc là nếu mà cái điểm đấy của chúng ta kém hơn so với đối thủ cạnh tranh thì chúng ta gọi nó là điểm yếu, đúng không? Còn ngoài ra thì những yếu tố mà doanh nghiệp không có khả năng kiểm soát được, ví dụ như những thay đổi trong môi trường liên quan đến kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thì chúng ta gọi đấy là yếu tố môi trường bên ngoài. Yếu tố môi trường bên ngoài nó mang lại cái cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Nếu nó có một cái ảnh hưởng tốt, chúng ta gọi là cơ hội, và nếu nó ảnh hưởng xấu, chúng ta gọi nó là thách thức, là threats, không nhỉ? Kể cả thậm chí những yếu tố gần với doanh nghiệp như đối thủ cạnh tranh, chúng ta vẫn coi đấy là những yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp. Tức là không có nghĩa là môi trường vi mô là yếu tố môi trong bên trong. Rất nhiều bạn cô từng dạy nhầm lẫn là khi chúng ta phân tích môi trường vi mô thì đấy là cái mà chúng ta có thể phân tích điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp, và phân tích yếu tố môi trường vĩ mô thì các bạn lại coi đấy là yếu tố môi trường bên ngoài, để từ đó có thể nhìn ra cơ hội thách thức. Không phải là như vậy. Những yếu tố môi trường vi mô như là đối thủ cạnh tranh hay là công chúng hay là khách hàng, đấy vẫn là những yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp, để chúng ta có thể dựa vào đó để phân tích nó như là những cái điểm mạnh điểm những cái cơ hội và thách thức. Cơ hội và thách thức. Một cái môi trường nữa, một cái mô hình nữa mà chúng ta dùng để phân tích môi trường vi mô và vĩ mô của doanh nghiệp là cái phân tích gọi là PESTO analysis, phân tích PESTO. PESTO thì nó cũng giống như SWOT, nó là viết tắt của những cái từ có ý nghĩa khác nhau trong tiếng Anh. PESTO, P ở đây nó là political, yếu tố chính trị, economic, yếu tố kinh tế, social là yếu tố xã hội, T là yếu tố về kỹ thuật, legal là yếu tố liên quan đến pháp lý, và ethical environment là yếu tố liên quan đến môi trường và đạo đức. Chúng ta thấy là đấy là những cái yếu tố ảnh hưởng rất là mạnh, ảnh hưởng rất là mạnh đến hoạt động của doanh nghiệp. Thì trong ví dụ là chúng ta thấy trong một cái bản kế hoạch marketing plan, thì chúng ta thấy là những cái phần đầu chúng ta phải có những cái phân tích về cơ hội và tình huống. Phân tích cơ hội tình huống thì thường người ta sẽ sử dụng những cái mô hình, hoặc là SWOT analysis, hoặc là PESTO analysis, hoặc là kết hợp giữa cả hai cái mô hình này để nhìn ra cái tình hình, cái hiện trạng hiện tại của doanh nghiệp, để chúng ta từ đấy thì chúng ta mới có những cái đặt ra cái mục tiêu. Với cái tình hình đấy thì mục tiêu đặt ra là gì, và từ cái mục tiêu đấy thì doanh nghiệp có thể tiến hành những cái biện pháp marketing như thế nào, thì nó sẽ theo cái trình tự nhất định. Thì những cái phần phân tích về SWOT và PESTO nó sẽ ở những cái phần đầu của một cái bản kế hoạch marketing tổng thể. Kế hoạch marketing tổng thể rất là quan trọng để chúng ta có thể nhìn ra được doanh nghiệp đang ở vị trí nào và nó được đối mặt với cái thách thức, cái cơ hội như thế nào, để chúng ta có thể đưa ra được cái quyết định marketing một cách đúng đắn. Mô hình rút gọn của PESTO analysis trong những cái kế hoạch marketing đơn giản, chúng ta có thể sử dụng mô hình rút gọn của nó là mô hình PEST. Bỏ qua đi thì chúng ta có political, economic, social và technological. Đây là bốn cái yếu tố mạnh nhất tác động đến hoạt động của một doanh nghiệp trong bất kỳ môi trường nào. Thế thì trước khi chúng ta đi sâu vào cái nội dung của các yếu tố, bây giờ chúng ta nghỉ một chút nhé, nghỉ giải lao một chút nhé. Bây giờ 7:30, các bạn có thể dành thời gian để ăn cơm. Và cô cũng doanh nghiệp chúng ta có 6 yếu tố môi trường vi mô, đúng không nhỉ? 6 yếu tố môi trường vi mô. Yếu tố đầu tiên đấy chính là cái yếu tố bên trong của doanh nghiệp. Và khi nói yếu tố bên trong doanh nghiệp, chúng ta sẽ thấy là hoạt động marketing hay chiến lược marketing nó sẽ là một cái bộ phận của chiến lược doanh nghiệp. Do đó nó không phải là một hoạt động riêng rẽ, mà nó sẽ bị chi phối bởi những cái yếu tố khác bên trong doanh nghiệp, đúng không? Và các quyết định marketing nó phải quan tâm đến cái mục tiêu và chiến lược chung của cả công ty. Do đó nên là trong việc thiết kế các kế hoạch, các chương trình marketing, người làm marketing cần phải xem xét đến các bộ phận khác của công ty. Ví dụ như là nguồn lực về tài chính, nhân sự,
công nghệ văn hóa của doanh nghiệp. Thế thì làm thế nào để doanh nghiệp có thể phối hợp một cách hài hòa các bộ phận bên trong doanh nghiệp? Thế thì đây là một cái tình huống đối với công ty IBM, công ty công nghệ nổi tiếng của Mỹ. Chúng ta sẽ thấy là người ta có một cái case study liên quan đến tình huống mà vì sao bộ phận sale và bộ phận marketing ngày trước đây là một hai bộ phận riêng rẽ. Tuy nhiên, công ty này đến một thời điểm họ quyết định sát nhập hai cái bộ phận sale và marketing làm một. Bởi vì chúng ta thấy là có một cái sự mâu thuẫn cố hữu giữa quan điểm của hai bộ phận sales, marketing, bộ phận bán hàng và bộ phận marketing. Chúng ta thấy là trong một cái doanh nghiệp, nếu mà hoạt động theo cái chức năng khác nhau thì sẽ có những cái chức năng có khả năng xung đột với cái chức năng khác. Ví dụ, lấy ví dụ là bộ phận sản xuất chẳng hạn, các em sẽ thấy là bộ phận sản xuất họ luôn muốn là duy trì ổn định một cái sản phẩm, việc sản xuất một cái sản phẩm trong một cái thời gian dài, như người ta gọi là standardization. Tuy nhiên, từ góc độ của người làm marketing thì họ luôn muốn là liên tục đổi mới sản phẩm của mình, từ việc bao bì đến thành phần, chúng ta thấy là đổi mới sản phẩm. Thì do chúng ta thấy là hai bộ phận đấy luôn luôn gặp cái sự mâu thuẫn về quan điểm, mặc dù là cả hai đều hướng tới là gì, tạo thành đạt được cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. Tuy nhiên là họ có một cái nhìn khá là đối lập trong cái tư duy hoạt động của mình. Cũng như vậy, người ta hay nói đến cái bộ phận sales và marketing, và các bạn biết vì sao họ hay gặp những cái mâu thuẫn. Bởi vì chúng ta thấy là những người mà ở bộ phận sale hay bộ phận bán hàng thì họ hay bị đổ lỗi là với cái nhìn gọi là thiển cận, tức là chỉ tập trung vào khách hàng cá nhân mà họ không quan tâm đến một cái phân khúc thị trường lớn. Và các nhân viên bán hàng thì thường họ chỉ quan tâm đến hoàn thành doanh số trước mắt, họ không quan tâm đến việc đề ra những cái phương án doanh số trong thời gian dài. Cứ làm thế nào để bán được thời gian bán được hàng trong một cái để đạt được cái gọi là cái doanh số của cái tháng đấy, đúng không? Cái tháng đấy đạt được chỉ tiêu của năm đấy, thế thôi, đúng không nhỉ? Trong khi marketing thì là sao? Họ lại có cái nhìn dài hơi hơn, đúng không? Đấy là vì sao chúng ta thấy là marketing lại bị đổ lỗi, bởi vì họ chi rất nhiều tiền vào những cái chiến dịch quảng cáo, mà có phải là chi nhiều tiền cho quảng cáo hay cái chiến dịch truyền thông mà ngay lập tức nó có tác dụng ngay, đúng không? Không, thường là marketing sẽ bị đổi lỗi bởi vì họ là chi tiêu nhiều vào chiến dịch quảng cáo và truyền thông, và qua những cái hoạt động đấy nó là gián tiếp khiến cho sản phẩm bị đội giá lên, đúng không nhỉ? Nhân viên sale thì thường chỉ thích bán với giá thấp, vì sản phẩm sẽ dễ bán hơn, đúng không? Và giá thấp sẽ cho nhân viên sale nhiều khoản lợi, khoản điều dễ dàng thỏa thuận, dưới dạng thỏa thuận hơn với khách hàng. Do đó nên là bộ phận marketing khi mà họ chi tiêu quá nhiều vào những hoạt động truyền thông quảng cáo thì chúng ta thấy là họ dễ dàng gặp phải những cái phản ứng từ đội sale khiến cho giá thành sản phẩm đội lên. Tức là từ hai cái góc nhìn đối lập, từng có một cái sự mâu thuẫn về cái quan điểm của họ, cho nên là công ty IBM này đã quyết định là đi đến sáp nhập hai bộ phận làm một để có thể họ hoạt động chung vì một mục tiêu hơn, đúng không nhỉ? Và người ta trong cái case study đấy, người ta liệt kê ra một số cái hiệu quả kinh doanh của IBM tăng lên đáng kể sau khi sáp nhập bộ phận bán hàng và marketing, là vòng quay bán hàng nó có thể ngắn hơn, chi phí quảng cáo nó thấp hơn, chi phí bán hàng thấp hơn, đúng không nhỉ? Thì đấy là một cái ví dụ để cho chúng ta thấy là trong hoạt động của doanh nghiệp, marketing nó không phải là một bộ phận riêng rẽ mà nó cần phối hợp một cách đồng bộ và hiệu quả với những bộ phận phòng ban khác của doanh nghiệp. Cái yếu tố thứ hai trong môi trường vi mô của doanh nghiệp đấy chính là nhà cung cấp. Chúng ta có thể thấy là họ có thể cung ứng những cái yếu tố đầu vào cho hoạt động của doanh nghiệp, yếu tố đầu vào cho doanh nghiệp. Có thể nó là những gọi là raw materials, là nguyên liệu thô, hoặc là nó là cung cấp về điện, nước, vật tư, máy móc, thiết bị, đúng không nhỉ? Hoặc là đối với những cái doanh nghiệp thương mại chẳng hạn, những cái siêu thị,
chúng ta hay là dịch vụ, chúng ta thấy là nó có thể là những cái sản phẩm thành phẩm và những cái công ty đấy nó chỉ thêm vào những khâu liên quan đến dịch vụ gia tăng cho sản phẩm mà thôi. Nó có thể nó là finished goods rồi, nó hoàn sản phẩm đã hoàn thiện rồi, tuy nhiên là doanh nghiệp mua nó từ nhà cung cấp chỉ cung cấp thêm những cái giá trị gia tăng cho sản phẩm. Tuy nhiên chúng ta đều thấy là gì? Dù nó là gọi là sản phẩm, gọi là nguyên liệu thô hay là nó là thành phẩm, thì cái việc khan hiếm nguyên liệu, cái khâu cung cấp đầu vào, cái khâu cung cấp đầu vào này bị trục trặc, nó dẫn đến cái sự khan hiếm hay tăng giá nguyên liệu. Ví dụ như là nó dẫn đến từ cái sự khan hiếm hay tăng giá nguyên liệu thì nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó nên là doanh nghiệp cần phải hiểu biết, quan tâm và xây dựng mối quan hệ bền vững với nhà cung cấp. Chúng ta thấy là ví dụ những đơn vị mà cung cấp chế biến thực phẩm chẳng hạn, có được cái nguồn nguyên liệu ổn định, đó là yếu tố then chốt dẫn đến cái sự thành công của doanh nghiệp rồi, cho nên là để đảm bảo cái nguồn cung cấp nguồn nguyên liệu được ổn định thì nhiều công ty người ta đã có cái chính sách xây dựng mối quan hệ ổn định hỗ trợ cho các nhà cung cấp. Ví dụ như công ty mía đường Lam Sơn, họ xây dựng được cái vùng nguyên liệu mía ổn định thông qua các chính sách như là hỗ trợ nông dân vay vốn này, hỗ trợ họ với giống, phân bón kỹ thuật, và cao nhất là họ cho phép người nông dân được mua cổ phần của nhà máy khi nhà máy tiến hành cổ phần hóa, đúng không nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ thấy là nông dân họ trở thành một người đồng sở hữu nhà máy và quyền lợi của họ gắn liền với sự phát triển của nhà máy, và chính họ có trách nhiệm và có động cơ để có thể phải đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Do đó nên chúng ta thấy đấy một cái ví dụ để cho chúng ta thấy là doanh nghiệp hiện nay họ rất là quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ tốt, bền vững với nhà cung cấp. Họ nhận ra cái tầm quan trọng của nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng của họ. Yếu tố thứ ba ở trong môi trường vi mô của doanh nghiệp, đấy là yếu tố trung gian marketing. Trung gian marketing hay còn gọi được là với cái tên là tổ chức hỗ trợ, đấy là những cái tổ chức kinh doanh độc lập tham gia hỗ trợ doanh nghiệp trong các khâu khác nhau của chuỗi giá trị doanh nghiệp, có thể là giúp doanh nghiệp thực hiện sản xuất, lưu thông sản phẩm và thông tin sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng. Chúng ta thấy là có bốn hình thái trung gian marketing chủ yếu. Thứ nhất là trung gian phân phối. Trung gian phân phối chủ yếu là những cái doanh nghiệp thương mại, các công ty bán buôn, bán lẻ, các đại lý. Chúng ta thấy là nó được gọi là những cái trung, nó giúp doanh nghiệp gọi là phân phối hàng hóa từ phía nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Chúng ta thấy là cái xu hướng ngày nay thì rất ít doanh nghiệp họ phân phối trực tiếp sản phẩm từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng, đúng không nhỉ? Ví dụ những cái thương hiệu sản xuất hàng tiêu dùng lớn như là Unilever, Procter & Gamble hay Coca-Cola hay Pepsi, đúng không nhỉ? Họ đều phải phân phối hàng hóa của họ qua những cái trung gian phân phối. Chứ họ, kể cả chúng ta muốn mua trực tiếp mấy bịch Omo, đúng không nhỉ? Mấy thùng Coca từ họ, họ cũng không bán lẻ đến người tiêu dùng cuối cùng. Và một số cái quốc gia luật pháp của họ quy định là phải bán hàng thông qua trung gian chứ không được bán trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Những cái doanh nghiệp, ví dụ như là doanh nghiệp công ty điện tử gia dụng ở châu Âu, cái quy định của EU là họ phải phân phối qua các trung gian phân phối chứ không được bán trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Ngoài ra chúng ta thấy là các hình thức trung gian khác, ví dụ như công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển giao nhận. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển giao nhận nó cũng được coi là một trung gian marketing. Ví dụ như các hãng tàu biển, các công ty logistics, các công ty vận tải kho bãi, đúng không nhỉ? Ví dụ như DHL chẳng hạn, DHL, họ là công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển. Họ giúp cho công ty gọi là có thể là lưu kho này, hay là lưu trữ vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Cái hình thức thứ ba của trung gian marketing
đấy là đại lý cung cấp dịch vụ marketing, các tổ chức cung ứng dịch vụ marketing. Họ có thể bao gồm các công ty nghiên cứu thị trường, cung cấp công ty tư vấn chiến lược và giải pháp marketing, công ty quảng cáo, công ty truyền thông, các tổ chức truyền thông, vân vân. Họ giúp doanh nghiệp có thể tuyên truyền quảng bá sản phẩm của mình, gọi là cái công ty cung cấp dịch vụ marketing. Ở đây ví dụ về một công tâm công ty cung cấp dịch vụ marketing, các em có thể thấy ví dụ như là AC Nielsen là một công ty rất là lớn liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thị trường. Các em thấy là những cái số liệu khảo sát về thị trường, ví dụ như là các số liệu thống kê về rating, tỷ suất xem các chương trình truyền hình thì đều được thống kê bởi AC Nielsen. Họ có những cái thiết bằng có những cái máy để cài vào những cái thiết bị TV của những hộ gia đình trong cái đơn vị mẫu của họ, để họ có thể thống kê được cái tỷ suất xem một cái kênh truyền hình hay là một cái chương trình truyền hình nào đấy. Nhưng mà tất nhiên là chúng ta thấy là không phải là họ cài cái thiết bị đo lường đấy vào TV của toàn bộ dân số, mà chúng ta thấy là họ chỉ lựa chọn một cái mẫu thôi. Tuy nhiên là một cái mẫu mẫu đấy, tức là một cái nhóm người đấy có thể đại diện cho hành vi của toàn bộ dân số, thì đó một cái kỹ năng rất là quan trọng, làm thế nào để lựa chọn được một nhóm người chỉ qua khoảng ví dụ vài nghìn người thôi, mong nhỏ nhưng nó thể hiện được hành vi của dân số cả triệu người. Thì đấy là những cái mà chúng ta thấy là công ty thị trường họ có những cái kỹ năng để họ tiến hành rất là tốt. Cái thứ tư nó là các trung gian tài chính. Trung gian tài chính có thể kể đến ngân hàng, tổ chức tín dụng hay là bảo hiểm hay công ty kiểm toán. Họ cái nhiệm vụ của họ là hỗ trợ tài chính giao dịch, giúp doanh nghiệp có thể phòng ngừa được rủi ro liên quan đến việc mua bán trao đổi hàng hóa. Đấy là cái hoạt động của trung gian marketing và các phân loại của trung gian marketing. Đối tượng thứ tư trong môi trường vi mô của doanh nghiệp là đối tượng khách hàng. Đối tượng khách hàng. Khách hàng thì chúng ta nhắc đến ngay từ buổi học đầu của marketing, chúng ta thấy là rất là quan trọng, đúng không nhỉ? Với quan điểm marketing hiện đại ngày nay thì mọi quyết định cần phải xuất phát từ khách hàng, từ việc tìm hiểu ra nhu cầu, ước muốn của họ. Và kết thúc cũng là khách hàng, khi mà cái đích chúng ta hướng tới là gì? Cái lợi nhuận thông qua sự hài lòng của khách hàng. Lợi nhuận thông qua sự hài lòng của khách hàng, do là chúng ta thấy là doanh nghiệp là điểm đầu cũng là điểm kết thúc của doanh nghiệp, họ là người quyết định cái sự thành bại đối với doanh nghiệp, đúng không? Cái hoạt động marketing của công ty ngày nay nó bắt đầu và kết thúc cũng với khách hàng, người ta gọi là marketing định hướng khách hàng, gọi là customer centric marketing, nó như vậy. Các bạn có thể sử dụng cái thuật ngữ ở trên mạng bằng tiếng Anh, bởi vì chúng ta thấy cũng biết là cái chi phí chúng ta để thu hút khách hàng mới nó tốn hơn gấp nhiều nhiều lần, người ta ước tính là chi phí gấp 5 lần để thu hút khách hàng mới so với việc giữ chân khách hàng hiện tại. Đấy là lý do vì sao hầu hết các doanh nghiệp ngày nay họ tập trung ít vào sản phẩm và dịch vụ và tập trung nhiều hơn là cái giá trị dành cho khách hàng của mình, đúng không nhỉ? Họ quan tâm ít hơn vào cái vòng đời sản phẩm mà họ tập trung nhiều hơn vào khai thác cái vòng đời của khách hàng, đúng không? Họ cố gắng thu hút giữ chân khách hàng và sau đó mở rộng các sản phẩm và dịch vụ cho họ trong suốt vòng vòng đời của khách hàng, đúng không nhỉ? Ví dụ như Vinamilk chúng ta thấy là phục vụ các sản phẩm cho mọi lứa tuổi, đúng không? Từ bé sơ sinh với sữa công thức, đúng không nhỉ? Đến thiếu nhi, đúng không? Các loại sữa tươi, sữa chua dành cho thiếu nhi, su su chẳng hạn, đúng không? Sữa chua su su dành cho trẻ em. Đến giai đoạn thanh niên cần phát triển chiều cao, đúng không nhở? Đến trung niên rồi đến người già khi cần bổ sung canxi. Những cái giai đoạn phụ nữ mang thai, chúng ta thấy là Vinamilk họ hướng tới phục vụ cái nhu cầu đa dạng trong suốt vòng đời của khách hàng. Suốt vòng đời của khách hàng. Có nhiều loại sản phẩm với nhiều hương vị khác nhau, đúng không? Loại có probiotic, loại thì low fat, tách béo, đúng không nhỉ? Loại canxi bổ sung dưỡng chất cho người ốm, người già, có thể thay toàn bộ một cái uống sữa thôi, một cốc sữa thôi có thể thay thế cho được một bữa ăn đối với người già. Thì chúng ta thấy là thậm chí những cái hãng thời trang chúng ta thấy họ mở rộng ra không chỉ là bán hàng cho một đối tượng khách hàng mà họ muốn hướng tới là gì?
bán cho kể cả những người thân của khách hàng đấy. Đấy lý do vì sao chúng ta thấy là H&M, HM đấy hay là Zara họ đều mở sang cả brand bán cho nam giới, cho nữ giới và cho trẻ em đúng không nhỉ? Ở cùng một hệ thống cửa hàng có phân quầy bán cho cả một người phụ nữ, họ đi shopping cho bản thân họ, họ cũng sẽ nảy sinh những nhu cầu mua cho con cái của họ, anh cho người chồng của họ, cho những người bạn khác giới của họ. Thì chúng ta thấy là đấy là vì sao doanh nghiệp ngày hôm nay họ rất là quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ với một khách hàng, đúng không nhỉ? Nó sẽ hiệu quả và nó sẽ ít tốn kém hơn rất nhiều so với việc là thu hút một khách hàng mới, nếu mà chúng ta phục vụ được tốt cái tập khách hàng hiện tại. Thế thì tất cả để nói rằng khách hàng là đối tượng phục vụ của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên thị trường của doanh nghiệp và là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành bại của doanh nghiệp. Và chúng ta chia thành 5 loại khách hàng. Trong đấy chúng ta sẽ quan tâm nhất ở trong môn học marketing căn bản. Một là thị trường người tiêu dùng và thứ hai là thị trường khách hàng doanh nghiệp. Ngoài ra những cái thị trường khách hàng khác, ví dụ thị trường trung gian bán lại hay là thị trường quốc tế, ví dụ thị trường quốc tế chúng ta sẽ học trong môn học marketing quốc tế. Thị trường cơ quan, tổ chức chính phủ chúng ta sẽ học trong những cái môn học về kinh tế công cộng hay là marketing cộng đồng. Tuy nhiên là chúng ta thấy là ở trong môn học marketing căn bản chúng ta tập trung chủ yếu vào hai cái thị trường, đó thị trường người tiêu dùng và thị trường khách hàng doanh nghiệp. Chúng ta sẽ nghiên cứu ở chương 4 và chương 5 khi chúng ta nghiên cứu về hành vi của khách hàng. Chúng ta phân loại rất là rõ hành vi của đối tượng khách hàng cá nhân ra sao và hành vi của đối tượng khách hàng khi họ là cái khách hàng tổ chức là như thế nào. Tố thứ 5 trong môi trường vi mô của doanh nghiệp đó là đối thủ cạnh tranh, đối thủ cạnh tranh. Chúng ta thấy đây nhiệm vụ của người làm marketing không đơn thuần là chỉ đáp ứng được nhu cầu khách hàng mục tiêu mà doanh nghiệp cần phải định vị mình tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh trong tâm trí người tiêu dùng. Các em thấy cũng là trong cái quan điểm marketing chúng ta học trong 5 quan điểm kinh doanh trong marketing. Và cái quan điểm thứ tư là quan điểm marketing. Nó là khẳng định là việc doanh nghiệp cần phải xuất phát từ cái nhu cầu ước muốn của khách hàng để tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp. Tuy nhiên không chỉ đơn thuần là để thỏa mãn doanh nghiệp, thỏa mãn khách hàng mà doanh nghiệp cần phải tập trung vào làm thế nào để thỏa mãn cái tập khách hàng đấy tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh của mình. Đúng không nhỉ? Bởi vì chúng ta thấy là rất ít doanh nghiệp mà hoạt động trong cái môi trường tự do cạnh tranh như cô đã nói, thì chỉ trừ khi doanh nghiệp là doanh nghiệp độc quyền một số cái mặt hàng mà có khả năng độc quyền với sự điều tiết của nhà nước. Còn trên thực tế thì hầu hết các sản phẩm ngày nay thì mỗi cái nhãn hàng, một cái công ty đều có tồn tại rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Khách hàng có nhiều sự lựa chọn khác nhau cho cùng một cái nhu cầu của họ, đúng không nhỉ? McDonald's họ cạnh tranh với đối tượng nào? McDonald's không chỉ cạnh tranh với KFC hay là với Lotteria hay là với Subway hay là Burger King. Chúng ta thấy là họ còn không chỉ là những cái công ty cùng trong lĩnh vực fast food, đúng nhỉ? Mà họ còn cạnh tranh với tất cả những cái doanh nghiệp khác cung cấp sản phẩm đồ ăn uống, nhà hàng ở trên thị trường, đúng không nhỉ? Đối thủ cạnh tranh nó rất là rộng. Mặc dù chúng ta vẫn nói là chúng ta quan tâm nhiều nhất đến đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là chúng ta thấy là cái cạnh tranh chúng ta cần được nhìn với góc độ rất là rộng, rất là rộng. Và cái thông tin về đối thủ cạnh tranh nó giúp cho người làm marketing có thể đánh giá một cách hiệu quả các nỗ lực marketing hiện đại của mình và nhìn ra những cái điểm mạnh cũng như điểm yếu trong chiến lược marketing của mình. Đúng không? Tất cả những hoạt động, cái động thái của đối thủ cạnh tranh nó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Chúng ta có thể thấy cái trường hợp của giữa Ovaltine và Milo, đúng không nhỉ? Nếu mà đối thủ cạnh tranh có một cái chương trình truyền thông thì chúng ta dễ dàng một cái chiến dịch truyền thông nổi bật thu hút sự chú ý của khán giả của khách hàng, thì chúng ta thấy là dễ dàng là doanh nghiệp cần phải ngay lập tức cũng phải xem xét lại cái hoạt động truyền thông của mình, đúng không nhỉ? Đối thủ cạnh tranh của bạn phải theo dõi rất là chặt chẽ cái đối thủ cạnh tranh, từ những cái hoạt động liên quan đến sản xuất sản phẩm đến hoạt động truyền thông, thậm chí là thế nhiều đối thủ cạnh tranh có thể có những cái động thái liên quan đến
giành giật khách hàng của bạn, thậm chí là giành giật cái nhân viên tốt nhất của công ty bạn, đúng không nhỉ? Và có thể cố gắng là giành được kênh phân phối mà bạn đang phân phối ổn định, đúng không nhỉ? Chúng ta có một cái phân phối, kênh phân phối ổn định qua một nhà cung ứng, một nhà cung cấp, một cái trung gian phân phối nào đấy, một cái đại lý bán buôn bán lẻ đấy rất là ổn định. Tuy nhiên là đối thủ cạnh tranh hoàn toàn có thể là đưa ra những cái động thái chào giá thấp hơn, hoa hồng cao hơn để giành được cái kênh phân phối của chúng ta, đúng không? Tuy nhiên chúng ta thấy là mặc dù là như vậy, tuy nhiên là xu hướng trên thế giới chúng ta không biết là rất nhiều đối thủ cạnh tranh ngày nay họ lại có thể là cái xu hướng là hợp tác, cộng tác với đối thủ cạnh tranh để tạo ra những cái liên minh kinh doanh. Ví dụ chúng ta có thể thấy là liên minh hàng không đấy, các liên minh hàng không mặc dù là có thể coi họ là đối thủ cạnh tranh, tuy nhiên là các hãng hàng không trên thế giới họ tạo ra ba cái liên minh hàng không rất lớn là Star Alliance, SkyTeam và cái gì Alliance nữa, cô quên mất. Chỉ biết là Việt Nam Airlines của chúng ta cũng là một cái thành viên của liên minh hàng không rất là lớn là SkyTeam, đúng không nhỉ? Nếu mà các bạn đi du lịch hay là đi công tác bằng máy bay, các bạn có thể nghe thấy trên máy bay Việt Nam Airlines người ta hay luôn nói là gì? Việt Nam Airlines tự hào là một thành viên của SkyTeam, đúng nhỉ? SkyTeam là một cái liên minh hàng không lớn trên thế giới bao gồm hàng chục hãng bay khác nhau, và với việc hợp tác với đối thủ cạnh tranh như vậy trong một cái liên minh hàng không như vậy thì một hãng hàng không có thể nối dài chuyến bay của mình, nếu mà trong điều kiện họ không có hạn chế về nguồn lực, họ có thể nối dài những cái chuyến bay của mình cho khách hàng. Hoặc là chúng ta có thể thấy là tất cả cùng là thống nhất liên quan đến cái chương trình khuyến mại và tích đổi dặm bay trong cùng một cái hệ thống liên minh hàng không, nó tạo nên một cái sức hấp dẫn với khách hàng, sức hấp dẫn với khách hàng. Thì chúng ta thấy là cái xu hướng ngày nay thì doanh nghiệp quan tâm đến đối thủ cạnh tranh không phải chỉ ở mối quan hệ là cạnh tranh, ganh đua với nhau, mà chúng ta thấy là rất nhiều doanh nghiệp tìm đến cái hướng là cộng tác với đối thủ cạnh tranh như Apple với cả Samsung. Chúng ta nhắc đến hai cái tên tuổi lớn này, chúng ta vẫn nghĩ đến là fan của iFan, người ta gọi iFan và Samfan, đúng không? Hai cái fan của hai cái hãng công nghệ đấy luôn luôn là dèm pha nhau, dèm pha tranh cãi trên mạng xã hội, đúng không nhỉ? Liệu điện thoại nào tốt hơn, đúng không nhỉ? Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là mối quan hệ giữa Apple và Samsung, ngoài cái mối quan hệ họ là đối thủ cạnh tranh, họ còn là mối quan hệ hợp tác, nhà cung cấp và khách hàng. Samsung là nhà cung ứng màn hình OLED. Samsung là nhà cung ứng màn hình OLED cho Apple rất nhiều năm qua. Và với mỗi chúng ta thấy là với mỗi cái điện thoại mà Apple bán ra trên thị trường, họ phải mua mất cái chi phí $110 để mua một cái màn hình OLED từ Samsung. Họ không tự sản xuất được màn hình OLED. Thế thì mối quan hệ giữa Samsung và Apple nó còn là mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng nữa. Cái việc hợp tác với cái đối thủ cạnh tranh nhiều khi mang lại cái hiệu quả rất là lớn đối với doanh nghiệp. Hiệu quả rất là lớn đối với doanh nghiệp. Ta thấy là trong lịch sử chúng ta thấy rất nhiều cuộc cạnh tranh, cái chiến dịch kiểu như là Ovaltine và Milo, đúng không? Nó rất là hay. Ở đây là một cái minh họa về đối thủ cạnh tranh rất là lớn, đúng không? Cũng xanh và đỏ, team xanh và team đỏ, nhưng mà nó là trong ngành đồ uống có ga giữa Coca và Pepsi. Đây là một cái hình ảnh dìm hàng đối thủ của Pepsi khi chiếc ống hút cũng từ chối lon nước ngọt của hãng này, đúng không nhỉ? Và chúng ta thấy là cũng không dám đưa ra cái Coca-Cola, cái tên Coca-Cola ở trên cái lon nước ngọt này, đúng không? Chỉ biết là sắc đỏ thì ai cũng biết là Pepsi dèm pha đối thủ nào. Cái hình ảnh quảng cáo khác ám chỉ đã lâu rồi chẳng có ai mua Coca cả, đúng không nhỉ? Hai cái chiếc máy bán hàng tự động đứng cạnh nhau, tuy nhiên là chỉ riêng cái lối dẫn đến máy bán hàng tự động của Pepsi nó mới là cái lối mòn thôi, đúng không? Không ai thèm đi đến cái máy bán hàng của Coca-Cola. Đây là một cái quảng cáo rất là hay, một cái giữa của cái quảng cáo phía bên trái
quảng cáo bìa bên trái là một cái quảng cáo của Pepsi, và chúng ta thấy là nó trực tiếp có chữ Coca-Cola. Thế thì cái quảng cáo này được định hướng ở những cái thị trường mà luật quảng cáo của họ không trực tiếp không 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 cấm việc trực tiếp gièm pha và nêu tên đối thủ trong những cái hoạt động truyền thông của mình. Thế thì cái quảng cáo này được tạo nên bởi một cái agency về quảng cáo vào dịp lễ Halloween năm 2013. Thì Pepsi có mặc nó chế hình ảnh một lon Pepsi mặc chiếc áo choàng Coca-Cola với cái câu slogan là We wish you a scary Halloween, ngầm ý là gì, tức là cho rằng là Coca-Cola là một cái hình ảnh đáng sợ, đúng không nhỉ? Hình ảnh Pepsi khoác áo choàng Coca-Cola để tránh để cùng với cái thông điệp là chúc bạn một Halloween rùng rợn, đúng không nhỉ? Ý tưởng này nó xuất phát từ việc là mỗi dịp Halloween đến, mọi người thường hóa trang thành những cái nhân vật đáng sợ, và Pepsi đưa ra thông điệp Coca-Cola là một cái thứ uống đáng sợ, đúng không nhỉ? Và Pepsi quyết định hóa trang thành Coca-Cola để đi hù dọa mọi người. Tuy nhiên là Coca-Cola cũng không phải là kẻ nhẫn nhịn hay hiền lành, khi mà chúng ta thấy là với cái bức ảnh bên phải đấy là một cái bức ảnh Photoshop thôi, đúng không nhỉ? Và nó được viral ở trên những cái trang mạng nổi tiếng như là Nine Gag của Mỹ. Thế thì vẫn là cái poster quảng cáo đấy, chỉ cần thay đổi cái slogan, nó đã biến thông điệp dìm hàng đối thủ của Pepsi hoàn toàn mang một cái ý nghĩa khác, đúng không nhỉ? Cái em quảng cáo chính thức là quảng cáo phía bên trái của Pepsi, tuy nhiên là quảng cáo mà chúng người ta thấy rằng chế ra của Coca-Cola đấy là Everybody wants to be a hero, mọi người đều muốn trở thành siêu anh hùng, đúng không nhỉ? Tức là với cái đòn 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 đáp trả này, người ta sẽ thấy là Pepsi nhỏ bé muốn trở thành một siêu anh hùng Coca-Cola, đúng không? Pepsi phải sợ hãi Coca-Cola vì Coca-Cola được coi là một cái nhân vật đáng sợ, đúng không nhỉ? Đây là một cái chiêu thức phản đòn rất là hiệu quả, đúng không? Mọi người đều muốn trở thành siêu anh hùng, với nhân vật có sức mạnh phi thường, có thể trừ gian diệt bạo, đúng không nhỉ? Thì đấy là một cái rất là thú vị, một cái góc nhìn thú vị với quảng cáo. Hay không đâu xa, hay ở Việt Nam, chúng ta thấy là các hãng đối thủ cạnh tranh với nhau, chúng ta thấy là các hoạt động của họ, các chương trình truyền thông của họ cũng gièm pha nhau rất là nhiều, không chỉ Ovaltine hay Milo. Cà phê Việt một thời điểm họ cho ra đời cà phê mạnh cho phái mạnh, một thời gian sau chúng ta thấy là cà phê G7 đưa ra cái thức uống cà phê với khẩu hiệu mạnh chưa đủ phải đúng gu, đúng không nhỉ? Nó rất là thú vị, nó rất là thú vị trong giới marketing và những người quan tâm, khách hàng quan tâm đến hoạt động marketing của các đối thủ cạnh tranh. Thế thì nói về đối thủ cạnh tranh, chúng ta có phân loại, chúng ta có bốn hình thái cạnh tranh nhãn hàng, cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh chủng loại và cạnh tranh túi tiền khách hàng. Thế thì các bạn hiểu như thế nào về cái sự phân loại cạnh tranh này, loại cạnh tranh này nó khác nhau như thế nào? Thế thì có thể các bạn có thể dễ tưởng tượng với cái tên của nó, brand competitors, cạnh tranh nhãn hàng, nó là dành cho những cái sản phẩm với cái doanh nghiệp có những cái nhãn hàng rất là tương đương, có thể là cùng tính năng, cùng mang lại một tiện ích khách hàng ở cùng một mức giá, người ta gọi là cạnh tranh nhãn hàng. Thế thì ví dụ tiêu biểu của cạnh tranh nhãn hàng, chúng ta có thể thấy ví dụ như là cạnh tranh giữa Coca và Pepsi. Đấy chính là cạnh tranh nhãn hàng. Khi các bạn thấy là khi mà Coca-Cola có Diet Coke, đúng không nhỉ? Thì chúng ta cũng thấy là Pepsi có Diet Pepsi, đúng nhỉ? Để cùng dành cùng với cái sản phẩm với cái giá thành tương đương nhau và cùng nhắm đến đối tượng là cái phân khúc khách hàng mà thích nước ngọt có ga, tuy nhiên lại quan tâm đến cái calorie trong sản phẩm, đúng không nhỉ? Thì họ cùng có sản phẩm, tính năng sản phẩm tương tự nhau và cùng giành lấy một cái phân khúc khách hàng. Hay là sự cạnh tranh ở trong lĩnh vực viễn thông giữa Mobifone và Vinaphone chẳng hạn, chúng ta thấy là mọi chương trình khuyến mại của Mobifone thì hay là mọi gói cước điện thoại hay gói cước 3G, 4G thì của Vinaphone thế nào thì Vinaphone cũng có y như hệt như vậy, đúng không nhỉ? Họ cùng giành thị phần khách hàng. Viettel thì có vẻ là cái phân khúc
khách hàng của họ khác hơn một chút, dành cho khách hàng trẻ và sinh viên, quan tâm nhiều hơn đến khuyến mại, đúng không nhỉ? Còn Vina với Mobi thì dành cho đối tượng khách hàng trưởng thành nhiều hơn. Cái loại cạnh tranh thứ hai là cạnh tranh sản phẩm. Cạnh tranh sản phẩm. Cạnh tranh sản phẩm, theo như cái tên của nó, các bạn có thể nghĩ đến những cái sản phẩm, cái doanh nghiệp họ cạnh tranh với nhau với những cái sản phẩm khá là tương tự về tính năng, lợi ích sản phẩm. Tuy nhiên lại giá cả khác nhau, đúng không nhỉ? Tức là cái tính năng họ có sự khác biệt nhất định, họ cùng một cái, cùng phục vụ một cái nhu cầu, tuy nhiên là tính năng, lợi ích sản phẩm và giá cả lại khác nhau. Ví dụ như là cùng sản xuất đồ uống giải khát, cùng trong ngành đồ uống như là Coca và Red Bull, đúng không? Chúng ta thấy hai sản phẩm đấy, mặc dù là cùng phục vụ nhu cầu uống, nhu cầu giải khát, tuy nhiên sản phẩm lại khá là khác biệt về giá, về đặc điểm và đối tượng khách hàng. Đấy là cạnh tranh về sản phẩm. Hay người ta nói là cạnh tranh giữa trà và cà phê. Trà và cà phê là hai đối tượng có thể coi là cạnh tranh sản phẩm. Cạnh tranh chủng loại. Cạnh tranh chủng loại là sản phẩm rất khác nhau nhưng có thể mang lại lợi ích tương tự cho khách hàng. Ví dụ như là hãng hàng không, hãng đường sắt hay là xe khách. Chúng ta thấy là họ có thể coi là cạnh tranh chủng loại. Cạnh tranh chủng loại. Thì chúng ta thấy là với những cái hãng hàng không giá rẻ như Vietjet Air, họ tuyên bố là có thể cạnh tranh được kể với giá thấp thế, họ có thể cạnh tranh được với cả tàu hỏa và cả xe khách liên tỉnh nữa, đúng không nhỉ? Cạnh tranh cùng với một đối tượng khách hàng. Cạnh tranh túi tiền khách hàng. Túi tiền khách hàng là một cái hình thái, một hình thức cạnh tranh nghe nó trừu tượng nhất, đúng không nhỉ? Trừu tượng nhất. Thế nào là cạnh tranh túi tiền khách hàng? Tiếng Anh nó là total budget competitors. Thế thì chúng ta có thể hiểu là mỗi khách hàng, mỗi con người đều có một cái ngân sách giới hạn, đúng không nhỉ? Các bạn tưởng tượng ví dụ như các bạn đi vào siêu thị, các bạn chỉ có một số tiền nhất định trong ví thôi, đúng không nhỉ? Kể cả trong thẻ, các bạn cũng phải cân nhắc với cái số tiền đấy bạn có thể mua sản phẩm gì. Nếu bạn mua sản phẩm một số lượng sản phẩm này rồi, chi tiêu một số tiền nhất định rồi, thì cái khả năng là bạn chi tiêu cho sản phẩm khác nó sẽ giảm đi, đúng không nhỉ? Do đó nên hoàn toàn có thể là khi các bạn mua một phong kẹo cao su thì cái khả năng là bạn mua một gói bim bim nó sẽ ít đi, đúng không? Số tiền bạn dành cho một gói bạn mua một gói phong kẹo cao su rồi thì số tiền bạn dành còn để mua một gói snack, gói bim bim nó sẽ ít đi. Và bất kỳ một cái sản phẩm nào cũng có thể lại là cạnh tranh để dành túi tiền khách hàng so với một cái sản phẩm khác, bất kỳ công ty nào cũng có thể bị cạnh tranh bởi công ty khác nhằm lấy dành lấy cái túi tiền của khách hàng, trong khi cái túi tiền của họ thì có hạn. Thì đấy là cái ý nghĩa của total budget competitor. Thế thì trong tất cả những cái hình thức cạnh tranh này, thì qua những cái ví dụ của cô thì các bạn có thể thấy là doanh nghiệp quan tâm nhất đến hình thức cạnh tranh nào, đúng không nhỉ? Đó chính là cạnh tranh nhãn hàng. Cạnh tranh nhãn hàng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những cái mặt hàng có thể được coi là những cái sản phẩm thay thế của nhau, substitute product, sản phẩm thay thế của nhau. Do đó nên công ty rất là quan tâm đến hoạt động của những cái nhãn hàng cạnh tranh trực tiếp với mình. Để nghiên cứu cái môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp, chúng ta còn quan tâm nữa đến một cái mô hình gọi là mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter. Mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter. Thì cái mô hình này bằng tiếng Anh, tuy nhiên là chắc là các bạn cũng có thể hiểu được bởi vì những cái thuật ngữ này nó rất là đơn giản. Thì các bạn có thể thấy thuật ngữ chính giữa, nó là cái sự cạnh tranh giữa những cái đối thủ cạnh tranh hiện tại, đúng không nhỉ? Chính là những cái cạnh tranh về nhãn hàng. Những cái nhãn hàng có sẵn giữa những cái đối thủ cạnh tranh có sẵn trên thị trường. Tuy nhiên chúng ta thấy là cạnh tranh nó không đơn thuần là đến từ đối thủ cạnh tranh, mà chúng ta thấy là từ bốn góc. Từ bốn góc chúng ta còn bốn cái áp lực nữa mà doanh nghiệp phải đối mặt khi họ hoạt động trong một cái môi trường ngành. Đấy là bargaining power of supplier, bargaining power of buyer. Chính là cái khả năng thương lượng, của nhà cung cấp và khả năng thương lượng từ phía khách hàng, đúng không nhỉ? Tức là sao? Khả năng mặc cả thương lượng của nhà cung cấp có rất là quan trọng. Nếu mà ví dụ nhà cung cấp của chúng ta
có quyền lực rất là lớn trên thị trường, do đó nên là họ có quyền là định mức giá cao, họ nâng cái yếu tố giá thành nguyên liệu đầu vào mà doanh nghiệp của chúng ta vẫn phải chấp nhận, thì đấy được coi là họ có cái high bargaining power, có cái sức thương lượng cao. Khách hàng cũng như vậy, nếu mà khách hàng có quyền mặc cả rất là lớn đối với giá thành sản phẩm thì chúng ta thấy là khi mà khách hàng có cái tầm quan trọng thì họ sẽ có cái khả năng mặc cả cao hơn, đúng, cái sức thương lượng cao hơn. Đây chúng ta thấy là cái áp lực cạnh tranh nó không chỉ đến từ những cái doanh nghiệp trong ngành, mà chúng ta thấy là áp lực cạnh tranh đến từ phía cả nhà cung cấp và khách hàng. Và đồng thời chúng còn thấy hai cái đối tượng khác, hai cái áp lực khác trong mô hình này. Đấy là áp lực từ phía đối thủ cạnh tranh tiềm tàng gia nhập ngành, threat of new entrants. Sẽ có những ngành các bạn sẽ thấy là rào cản để gia nhập cái ngành đấy nó rất là cao, ví dụ như là ngành điện, ngành nước, hay là thậm chí là ngành sản xuất sữa. Để có thể gia nhập thị trường đấy thì doanh nghiệp cần phải có một cái tiềm lực tài chính mạnh, và thậm chí lại phải có quan hệ rất là tốt đối với chính quyền, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là có những cái doanh nghiệp chúng ta thấy là cái threat of new entrant nó rất là thấp, tức là cái threat of new entrant nó rất là thấp bởi vì là doanh nghiệp có thể tùy ý gia nhập vào ngành hay là thoát khỏi ngành, đúng không nhỉ? Ví dụ như ngành quần áo, bánh kẹo chẳng hạn, thực phẩm, đồ uống, đấy là những ngành mà chúng ta thấy là cái đối thủ, cái lượng xuất hiện đối thủ cạnh tranh mới gia nhập ngành nó rất là nhiều. Ngoài ra chúng ta cần phải quan tâm đến một cái lực lượng khác, đấy là threat of substitute product, cái nguy cơ của sản phẩm thay thế. Và chúng ta sẽ nhìn thấy rõ cái nguy cơ của sản phẩm thay thế nó mạnh nhất đối với những cái sản phẩm công nghệ. Sản phẩm công nghệ, khi mà chúng ta thấy là khi một công nghệ mới xuất hiện, nó hoàn toàn có thể biến cái công nghệ cũ trở thành cái sản phẩm không ai muốn dùng đến, không ai muốn dùng đến cả, đúng không nhỉ? Nó khác với cái lĩnh vực như là thực phẩm, thời trang, chúng ta thấy có thể tồn tại cùng một lúc rất nhiều đối thủ cạnh tranh, và với mỗi cái phân khúc khách hàng, với mỗi cái thị hiếu khách hàng lại có một cái sản phẩm phù hợp, đúng không nhỉ? Tuy nhiên là sản phẩm công nghệ thì chúng ta thấy là một khi công nghệ nó đã lỗi thời thì nó sẽ ra đi mãi mãi, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy có thể là những cái ví dụ về máy chụp ảnh dùng phim truyền thống của Fujifilm, đúng không nhỉ? Với sự lên ngôi của những máy ảnh kỹ thuật số, và thậm chí ngay ngay ngày ngày nay chúng ta thấy là những cái máy ảnh kỹ thuật số cũng không thể giữ vững được cái ngôi vương hiện tại của nó, với sự lên ngôi của smartphone và những cái công nghệ chụp ảnh rất là hiện đại. Công nghệ chụp ảnh rất là hiện đại. Nhiều smartphone người ta nói chụp ảnh còn đẹp hơn cả máy ảnh kỹ thuật số nữa, đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy là với sản phẩm công nghệ, cái yếu tố threat of substitute product nó đặc biệt rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thế thì đối thủ cạnh tranh, nếu mà chúng ta nhìn một cách rộng ra, đối thủ cạnh tranh nó không chỉ là nằm giữa các doanh nghiệp cùng cung cấp một cái sản phẩm trong ngành, cung cấp một cái sản phẩm trong ngành, mà chúng ta nhìn thấy là áp lực đến từ nhiều phía khác nhau. Và để khi phân tích cái môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp, chúng ta cần phải biết thêm một cái mô hình nữa, đấy là mô hình về cấu trúc thị trường. Mô hình về cấu trúc thị trường, chúng ta có nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là một cái cấu trúc cạnh tranh trên thị trường nó có bốn hình thái, đúng không nhỉ? Cạnh tranh hoàn hảo, tiếng Anh là perfect competition; cạnh tranh độc quyền, monopolistic competition; cạnh tranh độc quyền nhóm, oligopoly; và độc quyền monopoly. Những cái kiến thức này có thể là các bạn, nếu mà các bạn học qua môn học kinh tế vi mô rồi thì chắc chắn các bạn đã biết đến bốn hình thái cấu trúc thị trường này, đúng không nhỉ? Có bạn nào đã từng biết và phân tích cho cô cái bốn hình thái cấu trúc thị trường này nó khác biệt như thế nào không? Nếu mà các bạn học môn học mà kinh tế vi mô rồi, chắc chắn là các bạn đã học qua kiến thức này rồi. Cái này gọi là mô hình cạnh tranh cấu trúc thị trường. Thế nào là cạnh tranh hoàn hảo? Hoàn hảo, nghe cái cụm từ nó có vẻ rất là nó khó, khó thật. Có bạn nào muốn phát biểu à? Dạ vâng. Em nói to hơn một chút, cô không nghe thấy em nói. Dạ vâng, cô có nghe thấy em nói không ạ? Cô nghe thấy rồi, em nói tiếp đi. Dạ vâng, cạnh tranh hoàn hảo tức là trên thị trường thì có vô số người bán, còn cái tính chất hàng hóa thì nó gần như là tương đương nhau.
Em lấy ví dụ với mỗi cái em lấy ví dụ để cho các bạn có thể dễ hình dung, còn những bạn có thể là không nhớ hoặc là chưa học qua môn học đó. Ví dụ như là trên thị trường về bánh kẹo chẳng hạn, thì nếu mà thị trường bánh bánh mì chẳng hạn, thì nó sẽ có gần như là có rất nhiều người bán, và cái chất lượng bánh mì thì nó cũng tương tự, na ná tương tự như nhau. Bánh mì thì đúng, bánh kẹo thì chưa đúng lắm, đúng nhỉ? Vâng, Bánh anh mì. nói là bánh mì đấy. Bánh mì hay là gạo, đúng không? Đấy là những cái sản phẩm rất Vâng. là cơ bản. Hay là thép, hay là những cái nguyên liệu sản xuất đầu vào sắt thép chẳng hạn, chúng ta thấy là sản phẩm mang một cái tính chất đồng nhất với chất lượng như nhau, đúng không? Không có sản phẩm của doanh nghiệp nào quá khác biệt so với sản phẩm của doanh nghiệp nào. Do đó nên là thị trường có rất nhiều người bán, rất nhiều người mua, nhưng mà không có người bán nào có quyền định giá cho sản phẩm cả, đúng không nhỉ? Họ phải chấp nhận một cái mức giá trên thị trường, người ta gọi chấp nhận cái mức giá equilibrium price, mức giá cân bằng trên thị trường, đúng không? Cân bằng giữa cung và cầu, đúng nhỉ? Thế thì đấy là ví dụ của perfect competition hay gọi là cạnh tranh hoàn hảo. Cái cạnh tranh độc quyền, bạn có thể giải thích tiếp cho cô về cạnh tranh độc quyền không? Cạnh tranh độc quyền thì em nhớ nhưng mà em quên mất cái ví dụ của nó là gì. Cạnh tranh độc quyền thì là người bán thì nhiều, còn cái hàng hóa thì có khác biệt. Vẫn người bán vẫn nhiều, người mua vẫn rất là nhiều với sản phẩm đấy. Tuy nhiên chúng ta thấy là sản phẩm nó không mang tính đồng nhất, không mang tính đồng nhất, tức là mỗi doanh nghiệp lại có khả năng là biến hóa cho sản phẩm của mình, có thể thông qua về bao bì, mẫu mã, chất lượng hay định vị thương hiệu, đúng nhỉ? Để tạo cho cái sản phẩm hay cái thương hiệu của mình một cái sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, và qua đó họ có thể tạo mức giá khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Thì đấy là cạnh tranh độc quyền. Ví dụ như cái ví dụ bánh kẹo như em nói, thị trường bánh kẹo hay là thị trường thời trang, đấy là chính là chúng ta thấy là doanh nghiệp có thể đưa ra những cái mức giá khác nhau cho khách hàng của mình, thông qua họ họ có thể thuyết phục khách hàng là với cái sản phẩm và cái tính năng này thì các bạn họ có thể khách hàng có thể sẵn sàng chi trả ở cái mức giá đó. Thì đấy là cạnh tranh độc quyền. Còn độc quyền nhóm thì sao? Độc quyền nhóm là chỉ có một số ít số lượng người bán, còn tính chất hàng hóa thì là khác biệt so với thị trường. Nó khác biệt là chỉ có một số người bán, đúng không? Người ta gọi là một Vâng. số dominant player in the market, một số khách hàng chính. Em có thể lấy một cái ví dụ về một cái ngành có cái sự độc quyền nhóm. Ví dụ như là các cái phần mềm về tin học văn phòng ấy, thì gần như là chỉ có Microsoft và Apple thì cung cấp các cái phần mềm mà về tin học văn phòng, như là Microsoft thì có Word, Excel, còn Apple thì cũng có các cái công cụ tương tự nhưng mà em không nhớ tên. Em có thể lấy ví dụ gần hơn. Ở Việt Nam các bạn có thể nhìn thấy một số thị trường, ví dụ thị trường viễn thông của Việt Nam với ba Vâng. tên tuổi chính là Vinaphone, Mobifone và Viettel, đúng không nhỉ? Đấy là độc quyền nhóm đấy, chỉ có một số lượng ít các hãng viễn thông trên thị trường thôi. Và chúng ta thấy là bởi tuy họ số lượng ít, tuy nhiên là họ không hoàn toàn có quyền áp đặt giá lên khách hàng, bởi vì là bất kỳ động thái của đối thủ cạnh tranh này nó sẽ bị theo sát bởi động thái của đối thủ cạnh tranh kia, đúng không nhỉ? Như ngày xưa chúng ta thấy là Vinaphone, ngày xưa là tất cả các hãng đều thống nhất là đưa ra chương trình khuyến mại 100%, 50% với khách hàng, với cái thẻ trả trước của họ, đúng không? Nên bây giờ chúng ta có thấy khuyến mại 50%, 100% nữa không? Không, đúng không? Chỉ có khuyến mại nhiều nhất là 20%, đúng không nhỉ? Thế chúng ta thấy là đấy là mặc dù là độc quyền nhóm, nghe có vẻ là họ có quyền áp đặt mức giá với khách hàng, tuy nhiên là bởi vì số lượng các công ty còn có ít, đúng không nhỉ? Cho nên là động thái của họ nó phải theo sát cái động thái của đối thủ cạnh tranh. Cái độc quyền, thị trường độc quyền Độc quyền thì thì là em có số lượng thể người bán một chỉ có một, người bán, đúng còn không? tính chất hàng hóa thì là độc nhất. Những ngành hàng Ví hóa độc dụ nhất, như đúng không nhỉ? Ví dụ là cái thị trường chuyến bay nội địa của Việt Nam chẳng hạn, thì gần như là toàn bộ các cái hãng bay là đều là hãng bay Việt Nam, tại vì có chính phủ bảo trợ. cái hãng bay thì vẫn còn có một số hãng bay cùng cạnh tranh, đúng không? Như là Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar thì có thể họ phân vào độc quyền nhóm thì hợp lý hơn. Ví dụ độc quyền, thật ra thì độc quyền nó cũng không phải là hoàn toàn là chỉ có một nhà cung cấp, mà người ta hay giới hạn vì nhà cung cấp trên cùng một khu vực địa lý.
chẳng hạn như là việc cung cấp điện nước chẳng hạn, ví dụ như mới mỗi khu vực chỉ có một cái nhà máy sản xuất nước thôi, một máy nhà máy cung cấp điện thôi chẳng hạn, ở cùng một khu vực, ở sang khu vực khác thì lại nhà máy khác. Nhưng cái độc quyền nó mang tính tương đối ở trên một khu vực địa lý, có thể trong cùng một đất nước nó chia thành nhiều cái khu vực địa lý khác nhau, đúng không nhỉ? Hoặc là độc quyền nó có thể có thông qua cái bằng phát minh sáng chế, đúng không? Với một cái sản phẩm, các em thấy là với nếu những cái sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hay là kỹ thuật cao, chúng ta thấy là doanh nghiệp khống chế, có thể khống chế nó bằng cái bằng phát minh sáng chế, thì doanh nghiệp đấy cũng có thể coi là độc quyền. Độc quyền, ví dụ như là chúng ta thấy vaccine chẳng hạn, lúc mà nếu mà lúc mới phát minh ra vaccine COVID-19 chỉ có một hãng duy nhất chẳng hạn, họ phát minh ra cái vaccine đấy và họ nắm bằng phát minh sáng chế về cái vaccine đấy, thì không một cái doanh nghiệp nào được sản xuất ra một cái loại vaccine có công thức tương ứng như vậy, đúng không nhỉ? Thế thì lúc đấy thì mọi người đều cần, thì cái doanh nghiệp đấy hoàn toàn có thể trạc mức giá cao bao nhiêu cũng được. Đấy là trên lý thuyết về độc quyền, khi mà một mình một người bán thì họ có thể quyết định mức giá cao bao nhiêu cũng được. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy là nó cũng không hoàn toàn như vậy, bởi vì đa phần là những cái doanh nghiệp độc quyền họ lại chịu sự điều tiết rất là lớn của nhà nước, đúng không nhỉ? Họ, nhà nước thường đưa ra một cái mức giá trần và những cái quy định liên quan đến mặt hàng mà có khả năng độc quyền để bảo vệ quyền lợi của người mua. Do đó nên mặc dù trên lý thuyết là độc quyền họ có quyền quyết định hoàn toàn về mức giá, tuy nhiên là trên thực tế thì hiếm có doanh nghiệp nào mà chúng ta thấy là có thể đưa ra mức giá quá cao so với quá cao cho người tiêu dùng, đúng không nhỉ? Thì đấy là cái mà chúng ta cần nhìn một cái góc độ khác về cái môi trường cạnh tranh. Môi trường cạnh tranh chúng ta không chỉ nhìn nó đơn giản dưới góc độ là có đối thủ, có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh cùng sản xuất ra mặt hàng với chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn cái nhìn rất rộng về nhiều áp lực cạnh tranh trên thị trường thông qua mô hình của Five Forces, 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter, đúng không nhỉ? Mô hình đấy rất là nổi tiếng trong kinh tế và kinh doanh, mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Michael Porter. Ngoài ra chúng ta còn nhìn thấy cái cấu trúc cạnh tranh trên thị trường với mỗi cái ngành hàng, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ thuộc một cái cấu trúc cạnh tranh, cái cấu trúc thị trường cạnh tranh khác nhau. Thị trường cạnh tranh khác nhau nó tùy thuộc vào đặc điểm của ngành. Yếu tố thứ 6 chúng ta quan tâm ở đây, đấy là yếu tố công chúng. Công chúng thông qua cái ví dụ mà chúng ta đưa ra về cái case study giữa Ovaltine và Milo, chúng ta thấy là cái tầm quan trọng và tầm ảnh hưởng của công chúng, cái tiếng nói của công chúng trong hoạt động của doanh nghiệp, đúng không nhỉ? Và theo định nghĩa công chúng chính là bất kỳ một nhóm, một tổ chức nào có mối quan tâm, có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Công chúng hay gọi là công chúng trực tiếp, họ sẽ ủng hộ hoặc chống lại các quyết định kinh doanh của doanh nghiệp, tức là tạo ra lợi nhuận, tạo ra thuận lợi hay là gây khó khăn cho doanh nghiệp. Do đó nên doanh nghiệp cần phải phân loại công chúng và xây dựng mối quan hệ phù hợp với từng hình thức công chúng, đúng không? Thế thì nếu phân loại theo ảnh hưởng, chúng ta sẽ có 3 loại công chúng: công chúng tích cực, công chúng tìm kiếm và công chúng không mong muốn. Công chúng tích cực ở đây là những cái nhóm công chúng có thiện chí đối với doanh nghiệp, đúng không nhỉ? Ví dụ là những cái đối tượng là nhà hảo tâm chẳng hạn, đúng không? Công chúng đấy là những cái công chúng tích cực, có quan tâm đến hoạt động của công ty, có thái độ tích cực với công ty, có thiện chí với công ty. Thứ hai là công chúng tìm kiếm. Công chúng tìm kiếm theo định nghĩa đây là những nhóm công chúng mà doanh nghiệp phải tìm cách thu hút, lôi kéo sự ủng hộ của họ, đúng không nhỉ? Đấy chính là những cái ví dụ như là các phương tiện truyền thông phương tiện truyền thông đại chúng, báo đài, TV, đúng không nhỉ? Doanh nghiệp cần rất là quan tâm đến những cái đối tượng này, bởi vì nếu mà có những cái bài báo hay là những cái tin không tốt về doanh nghiệp đăng tải thì chúng ta sẽ thấy là ảnh hưởng rất là lớn đến hoạt động của doanh nghiệp. Cái loại thứ ba là công chúng không mong muốn, đây là những người không có thiện chí với doanh nghiệp và doanh nghiệp cần phải đề phòng cái phản ứng của họ, đúng không? Ví dụ như những nhóm người tiêu dùng có thể tẩy chay sản phẩm của doanh nghiệp chẳng hạn. Chúng ta thấy là với những cái công ty, ví dụ như là công ty sản xuất về thời trang mà họ có sản xuất những cái sản phẩm từ những cái da cá sấu, da đà điểu chẳng hạn, họ luôn luôn là phải đối mặt với những nhóm công chúng, chính là những cái người mà từ những cái nhóm tổ chức bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống của loài động vật, đúng không nhỉ? Họ luôn luôn đưa ra những cái gọi là những cái
phản đối, thậm chí là ở những quốc gia phương Tây họ có những cái biểu tình để phản đối hoạt động của doanh nghiệp. Thì đây là những cái công chúng mà doanh nghiệp cần phải rất là đề phòng, rất là đề phòng. Thế còn phân loại theo chức năng, thì chúng ta thấy là chúng ta phân loại theo ảnh hưởng, còn phân loại chức năng chúng ta lại có 7 nhóm công chúng tương ứng, một nhóm công chúng tài chính, financial public, tức là những cái nhóm công chúng liên quan đến ngân hàng, tài chính, tín dụng. Doanh nghiệp muốn có được sự thiện, đa phần là doanh nghiệp muốn xây dựng một mối quan hệ tốt với nhóm công chúng này, đúng không? Để có cái tỷ lệ, ví dụ tỷ lệ về tín dụng, tín nhiệm tín dụng cao thì nó sẽ dễ dàng có được cái khoản vay của các ngân hàng. Doanh nghiệp muốn có được sự thiện cảm của công chúng này thì cần phải hoạt động tài chính lành mạnh và thường xuyên thông tin, báo cáo về một cách công khai về hoạt động tài chính của mình. Cái thứ hai là công chúng truyền thống, media public. Ví dụ như báo đài, truyền hình, phát thanh, như cô nói rồi thì doanh nghiệp cần phải rất là mong muốn chiếm được cái thiện cảm, cảm tình của họ. Công chúng nhà nước, government public, đấy là những cái cơ quan, chính quyền. Và họ thực hiện những cái chức năng quản lý của nhà nước đối với doanh nghiệp, và doanh nghiệp cần phải chấp hành nghiêm chỉnh những cái chính sách, những cái chủ trương của nhà nước. Tổ chức cái công chúng thứ tư là công chúng hành động vì công dân, citizen public, citizen action public, tiếng Anh là citizen action public. Đấy là những cái tổ chức, ví dụ như cô nói đấy là tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, đấy chính là một cái tổ chức hành động vì công dân. Rồi tổ chức bảo vệ người tiêu dùng, đúng không nhỉ? Tổ chức, những cái tổ chức bảo vệ sự thật trong quảng cáo, bảo vệ sự thật trong quảng cáo. Truth in advertising, đấy là những cái tổ chức rất là phổ biến và nó có tiếng nói rất là lớn trong dư luận xã hội. Ngoài ra có công chúng địa phương, local public. Mọi công ty đều cần phải quan hệ tốt với những cái công chúng, những người dân sống xung quanh nhà máy và công ty của họ, đúng không nhỉ? Chúng ta thấy là hoạt động bởi vì sao ví dụ chúng ta thấy ngay cái việc cháy nhà máy Rạng Đông chẳng hạn, đúng không, thì điều đó có ảnh hưởng đến những người dân xung quanh không? Rất là ảnh hưởng, đúng không? Và những cái người sống, dân sống xung quanh đấy hoàn toàn họ có quyền lên tiếng nói về những cái hoạt động hay là những cái hành động mà có thể xâm phạm đến quyền lợi của họ. Công chúng nói chung chính là cái mà chúng ta nói đến ở trong cái ví dụ trong cái case study của Ovantin và Milo. Công chúng nói chung, công chúng đông đảo hay còn gọi là công chúng đông đảo, họ có thể chưa phải là khách hàng của doanh nghiệp, tuy nhiên là họ cũng có thể trở thành khách hàng của doanh nghiệp trong tương lai, đúng không nhỉ? Và cái dư luận của những công chúng này nếu là xấu thì công ty chắc chắn sẽ gặp rất là nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh của mình. Và cuối cùng là công chúng nội bộ, internal public. Thì nói đến công chúng nội bộ, chúng ta sẽ thấy là đây là những cái nhóm về cán bộ công nhân viên trong công ty, mặc dù chúng ta gọi họ là công chúng, tuy nhiên là họ thực chất lại có thể là những cán bộ công nhân viên ở trong công ty. Họ là những cái nguồn lực rất là quan trọng của doanh nghiệp và cần được quan tâm, động viên, đánh giá đúng mức, đúng không nhỉ? Thì chúng ta thấy là khi mà những cái mà nhân viên của một công ty có hài lòng với một công ty đó, đúng không, thì chúng ta thấy là rõ ràng những tiếng nói tốt về công ty sẽ được dễ dàng lan truyền ra bên ngoài. Còn ngược lại, nếu mà công ty đối xử không tốt với nhân viên để cho họ phẫn nộ hay là thường xuyên có những biểu tình, đúng không nhỉ, hay là đình công, chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái động thái đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh bên ngoài của doanh nghiệp. Do đó nên việc quan hệ tốt với công chúng nội bộ thông qua cái việc quan tâm, động viên, đánh giá thường xuyên đúng mức, đúng không nhỉ, thì nó cũng rất là quan trọng với hoạt động của doanh nghiệp. Thì đấy là cái tầm quan trọng của công chúng nếu mà chúng ta phân loại theo chức năng. Thì nội dung buổi học ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta có thể kết thúc ở đây, đúng không nhỉ? Về buổi học sau chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp môi trường vĩ mô của doanh nghiệp. Thì các bạn có câu hỏi nào cho cô sau buổi học ngày hôm nay không nhỉ? Nếu các bạn không có thắc mắc gì thì các bạn có thể leave meeting nhé.
chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay, hẹn gặp các bạn vào thứ hai tuần sau. Lớp trưởng thì bạn lưu giúp cô cái form điểm danh nhé. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ.